Xin chào anh em đã quay trở lại với cả buổi livestream cực kỳ là bùng nổ của Hacom vào thứ Sáu hàng tuần. Thì hôm nay là một ngày vui với dân công nghệ, đó chính là ngày sự xuất hiện của Intel i9-12900KS ở trên một buổi livestream của Hacom chúng mình. Thì đây là một CPU mà Intel vừa mới ra mắt luôn, cách đây khoảng tầm mới có vài ngày thôi. Đây có thể mệnh danh là con CPU mạnh nhất trên thế giới hiện tại với 5.5 xung boost của nhân P và khoảng tầm 4.0 thì phải theo như 4.0 hoặc 4.1 gì đấy ở nhân E, giúp nó trở thành con CPU khỏe mạnh nhất. Đây là i9 Special Edition cơ mà. Đấy, vị vua của gaming, chúa tể của overclock, hung thần của những tác vụ đa nhân. Đó. Và tất nhiên rồi thì may mắn làm sao, hôm nay Asus đã gửi qua cho chúng mình đó chính là một chiếc main board. Đây là chiếc main board Z690 Tai Chi Razer. Nghe tên đã thấy hơi Trung Quốc. Đây là quả mainboard cực kỳ là hay và nó sẽ được là sự kết hợp của Asus và Razer để giúp cho tạo nên một chiếc mainboard này. Thế nên hôm nay mình sẽ build một máy full Razer luôn. Đó, từ là gear này, main này, vỏ cây này. Đó, ổ cứng gì không có. Kia đây. Ui, gear màu hồng này. Chúng ta sẽ có là tai nghe Razer Kraken này, anh em cũng đã quá quen thuộc rồi. Đây là chiếc chuột chúa tể của Razer hiện tại, đây là chiếc chuột Viper Ultimate. Đó, đây là chiếc chuột không dây, có thể đánh giá là một trong những top 5 những chiếc chuột tốt nhất bây giờ. Và cái một chiếc bàn phím đó chính là bàn phím Huntsman. Đấy, thế nhưng mà đây là BlackWidow V3 anh em ạ. Đấy, và tất cả đều là màu khóa phụ đen đấy, và đây tất cả đều là màu hồng hết. Và combo này thì cũng kết hợp với, bởi vì đây là con gaming con chip mạnh nhất rồi thì đương nhiên phải kết hợp với một con cảm màn hình không kém, đúng không? Đó chính là 3090, con này không phải TI đúng không? Hơi tiếc một chút là chúng mình chưa có hãng nào gửi tới gọi là 3090 TI cả. Nên là chúng mình chưa lắp được cho mọi người thôi. Và con này đến từ, hiện tại chỉ thế thôi, đến đây từ Asus. Asus, ok, bộ PC mới có bao nhiêu game thủ. Xin chào 19 bạn đang theo dõi livestream. Đúng rồi, thiếu 3090 TI một chút. Thì nếu mà anh em nào mà bộ này ấy, nếu mà chúng mình làm mà sớm hơn thì chắc chắn là bạn trẻ hôm trước mua một PC mà 80 mấy triệu, 100 triệu mà có 3080 ấy, chắc chắn là rất mê luôn. Bạn đấy cũng là đúng rồi, bạn ấy là fan cứng của Razer. Đấy, gear Razer, chuột Razer, tai nghe Razer, mic Razer, laptop Razer. Mỗi tội là quả máy tính thì lại là không được là Razer cho lắm. Nhưng mà không sao, kiểu gì cũng sẽ được nâng cấp thôi. Rồi, hello, xin chào sếp nha, xin chào Hải Phạm. Bây giờ thì hãy bắt đầu build máy tính đi nhỉ. Chiếc mainboard của em ở rồi, em giới thiệu cái mainboard này đi, cái mainboard này trông khá là mới lạ. Em sẽ dịch cái vỏ cây này ra lại. Rồi đằng sau này là một mớ hỗn độn. Rồi, chiếc mainboard xịn văn sò, một trong những chiếc mainboard xịn văn sò nhất trong thời điểm hiện tại. Màu xanh là đã thấy Razer. Đây là chiếc mainboard ASRock Tai Chi Razer. Tức là đây là chiếc mainboard Tai Chi thôi, nhưng mà nó vẫn là VRM như thế, vẫn có kết nối như thế, nhưng mà nó đã kết hợp với cả Razer, tạo nên những cái đường nét riêng biệt của nó và nó gọi là có gọi là mang tính của Razer hơn. Đấy, anh em nhìn thấy này, ở đây sẽ có logo của Razer này, ở đây sẽ là có cái gọi là một cái tag như kiểu là Razer Chroma RGB. Đây là đèn RGB điều chỉnh bằng phần mềm Razer anh em ạ. Razer Synapse nhá. Ôi, xin chào. Z690 ở trên memo Z690. Bây giờ thì mình hãy cùng mở nó ra nhá. Nếu mà anh em nào mà muốn checker đúng không? Đấy, thì anh em có thể mở ra trước cái này để check xem là uầy, em ấy nhìn trông như nào, có hoành tráng không. Còn nếu mà anh em nào muốn mở ra thì mở đằng dưới này. Các bạn, bạn Kỳ Phạm Văn Gia hỏi là sao anh không dùng main có monoblock? Lý do ra chúng mình không dùng main monoblock tại vì monoblock ý là tản nhiệt nước, mà bây giờ làm sao mà chúng mình có thể lắp được tản nhiệt nước trong một buổi livestream chỉ có 2 tiếng được. Đấy, anh Tuấn Anh mới mua tản nhiệt nước custom ấy, anh ấy sẽ mất khoảng tầm 2 tới 3 ngày lận cơ. Đấy, nhiều khi là đây rồi, mainboard chúng ta đây rồi. Nào. Ok, cái mainboard nặng quá. Ôi trời ơi. Chiếc mainboard này thì hiện tại đang có mức giá khoảng tầm 5 triệu anh em nhá. 5 triệu nhân 3. 15.900.000 thì phải, mình như thế. Đấy, chiếc mainboard nằm ở đây ngay đây rồi. Thì nếu mà anh em nào muốn, đang có mặt ngay tại Hacom luôn, mua thoải mái luôn, sẽ được tặng rất là nhiều các phụ kiện linh tinh này. Đấy, đâu xem nào, đây cho mọi người. Ui dồi ôi, nhiều thứ lắm anh em ạ. Trong này nhá, chúng ta sẽ được này, một sách hướng dẫn này, 2 sách hướng dẫn này, một đĩa DVD của các 2 sách hướng dẫn này, một đĩa DVD của các là diễn viên này. Đấy, đĩa DVD nhá. Sẽ có quạt VRM này, có 2 dây SATA, 4 dây SATA, rồi một hub USB nhá. Nếu mà anh em không có đủ, cảm thấy không đủ cổng USB này, một dây, đây là dây cho mạng LAN, cho mạng Wi-Fi, và sẽ có một cái đế ở đây là đế có vẻ như là đế đế dính thường, không phải là đế 5 châm. Đó. Và dây dán này, mấy cái dây dán này mình chả nhớ tên là gì. Cái này kiểu như là để cuốn dây cho gọn. Để cuốn dây cho gọn đấy. Cái này có vẻ như là đây là cái kit để dựng cạc thì phải. Thế nhưng mình thấy có vẻ như thế. Và cuối cùng thì là một cái đỡ đây là cái để đính cái fan đây. Rồi, nói chung là phụ kiện nó chỉ thế thôi. Rất là nhiều như vậy. Bây giờ mình sẽ đóng gói vào và tập trung vào chiếc main nhá. Chị Phương lấy cái main ra khỏi cái hộp đi. Đây, men to thế. Bạn Kỳ Phạm Văn Giang bảo là bên kia VN đã có 30 triệu công ty rồi, nhưng mà chúng mình không dùng hàng của gọi là người dùng anh em ạ. Chúng mình đợi các hãng gửi đến chúng mình mới gọi là test được cơ. Sao lại dùng hàng bán cho anh em để làm test? Với 3 phần. VRM có mainboard B550 Mota có ổn áp không? Để đây nó sập mất rồi Hoàng nhá. Vâng, thì đây, đóng cái này vào. Thôi, úp ngược lại. Ok. VRM có mainboard B550M Mota có ổn áp không? Và comment đó có thể gắn được chip nào hợp lý? Thì theo như mình biết ý, con chip này có thể, con main đấy nhá, có VRM rất là ổn và có thể gắn lên cái chip là 5950X thoải mái luôn, không phải vấn đề gì cả. Rồi thì đây là con đang... chip 12900KS. Từ từ đợi tí đi. Nói trước đã. Đây nhá. Chúng ta sẽ có này, một bộ VRM rất khủng này, một bộ tản VRM cực kỳ là căng thẳng luôn. Chị nhìn thấy nó dày không? Dày nó nạc không? Đấy, đằng sau sẽ có giáp này, sẽ có 4 gamer, 3 gamer này. Đấy, dòng chữ mà anh em rất là quen thuộc nếu mà mua gear Razer nhiều này. Đấy, sẽ 4 khe DDR5 này. Đây là 28 pin này. Đây là ui, có cả một cổng USB 3.0 nữa. Nếu mà anh em có những thiết bị nào là yêu cầu một cổng USB như này ở trong main, hoặc là mình nghĩ rằng cái main này, cái cổng này có thể giúp cho anh em nâng cấp BIOS nữa rất là dễ dàng. Và sẽ còn rất nhiều các khu vực nữa này, nút bật nguồn này, nút reset này, có cả BIOS code này, vân vân và vân vân, để giúp cho anh em có thể đạt được cái hiệu năng cao cấp nhất, những cái gọi là chất lượng gọi là cao nhất từ 111 như thế này. Rồi, chị Phương đang nóng lòng nhắm cho nói con CPU rồi, để mình cho chị Phương nói. Đây, mình đang cầm trên tay con 12900KS đến từ Intel. Con này thì nhìn cái vỏ hộp thì nó kiểu xem giống con 12900K, nhưng thực ra là màu nó sẫm hơn đấy mọi người. Và một vài ngày nữa thôi thì Hoàng sẽ có một cái clip review. Không phải chỉ một ngày, vài ngày nhá. Trong tối nay là chúng mình sẽ có một video nói về con CPU này, là review chi tiết về con này, cũng như là so sánh con này với chính con 12900K. Đấy, để xem nó xoắn ngôi được không. Úi dồi ôi, lại mở kiềng vàng ra. Và trong này chúng ta sẽ có một con CPU với mức giá 21 triệu luôn. 20 triệu 999 nghìn. Hôm nay Hoàng bị ngáo giá rồi. Ngáo giá quá. Ây da. Con này số nhân có cái nhiều hơn bên con này thì vẫn giữ nguyên nhân luồng, vẫn giữ nguyên cache các kiểu, còn chỉ tăng sung với cả tăng điện thôi. Rồi, ok, thì đây là socket rồi chúng ta sẽ cho vào. Rồi, cái socket này nó kiểu nó là đen, cái socket này cái sắt của nó nhìn trông đẹp nhỉ. Các bạn nhìn đẹp thật đấy. Đâu? Ui dồi ôi, chết rồi, gãy một chân là mất đi 15 triệu đấy. Đấy, đúng chiều chưa? Như này là đúng. Đúng rồi. Đúng chiều chưa? Đúng rồi, tam giác ở đây rồi. Xoay sang ngang như này nếu mà chị muốn lắp. Đúng rồi mà. Ok nhá, lắp nhá. Mua PC. Bạn xem xét bảo là mua PC về, thằng bạn bảo dùng Snapdragon đầu mấy. Ôi, vả ngay là mồm bạn chúng nó nhá, là tao dùng Y hoặc là tao dùng R phải không? Đấy, cho nó biết là câu chuyện nào. Quá cháy luôn. Rồi, ok. Chị Phương đã xong rồi. Bạn Kỳ Văn Gia bảo là xung turbo của i9-22900K là xung thấp nhất của i9-22900KS. Theo như mình nhớ là xung turbo của i9-22900KS tăng lên thôi mà, chứ nó cũng đâu phải là thấp nhất đâu. Chứ nó đâu phải là đến như là của con i9-22900K đâu. KS nó chỉ tăng gọi là khoảng tầm vài phần trăm thôi chứ không đến mức nhiều như thế. Bạn nói thế nó lại buồn cười quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến RAM nhé. Bạn Nguyễn Ngọc Nguyên bảo là bộ này mà 3090 Ti thì ngon nhỉ. Công nhận là nó ngon thật, nhưng mỗi tội là hãng chưa gửi tới cho mình anh em ạ. Thế chứ đây, bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc RAM đến từ XPG, RAM DDR5 bớt 6000 luôn. Đấy, đây là một kit RAM nó có mức giá khá là ổn này. Nó sẽ đây từ chị bóc ra đã, còn em lấy hộp này mà em nói. Và cái RAM này thì tương thích với rất là nhiều loại RGB. Đây là một cái RAM gọi là có một mức giá thấp hơn một chút so với cả những chiếc kit RAM của G-Skill. Nhưng mà lý do tại sao nó thấp như vậy thì đó là bởi vì đâu nặng tay lắm, mà đưa cho em một cái này. Rồi, ok. Đây là CL bao nhiêu đây? CL40. Cái kit RAM của G-Skill là 36 cơ. Thế nhìn nhớ thấy cái kit RAM cao nhất đấy. Thì con này nó sẽ thấp tiền hơn một tí. Đây, 123. Đâm luôn vào cái ấy rồi. Cái này, cái khe RAM này nó được bọc. Đây, khe RAM nó được bọc giáp nên là chúng mình phải cởi ra hơi mạnh. Đây, khe RAM bọc giáp này. Đấy, anh em thấy khe RAM bọc giáp không? Rất là cứng cáp. Tận cái chỗ chân này. Thế là chúng mình bật ra cái này, đập sừ vào mấy cái chân PMW này hơi đau tay. Rồi cho RAM vào đi. Chị đập vào đây. Bạn Gaming PC bảo là 3090 iGame hãng Colorful xài ổn không? Ổn chứ. Nhưng mà chiếc card đấy thì anh em chắc chắn là sẽ phải xác định là nó sẽ ổn và nó sẽ nóng hơn một chút so với những cả chiếc card từ những hãng nổi tiếng hơn. Ví dụ như là Asus, Gigabyte chắc chắn là như thế rồi. Còn iGame của Colorful thì cũng là những chiếc card vẫn rất là ổn thôi, và mức giá thành của nó cũng... Sao chị cảm giác chưa vào nhỉ? Hay là phải ấn một lần nữa? Đây nó vẫn nửa ra. Đấy. Ôi chặt hết. Đấy. Card đồ họa mạnh nhất hiện nay ở Nguyễn Thế Đức. Nguyễn Thế Đức à, chiếc card đồ họa mạnh nhất hiện nay nhá, là nếu mà nói về gaming đúng không, chúng ta có thể nói tới đó chính là chiếc 3090 Ti. Đó, còn nếu mà nói là về làm việc nhá, thì ui rồi bây giờ tạo ra một chiếc card mạnh nhất dễ lắm. Lắp một nghìn con Quadro với nhau để chạy với nhau thế là được rồi. Lắp cả mấy con Quadro với nhau đấy là ra được một cái bộ máy tính có những card mạnh nhất đấy. Rồi. Ok, thì bây giờ tiếp theo này là chị Phương sẽ lắp cái SSD. Đấy, mở đi. Mở SSD. Bạn Khoa Phúc, ôi cảnh toàn đi. Ô Khoa Phúc vào xem livestream này. À, anh ơi, PC báo đốm bao nhiêu tiền? Cái này thì mình không biết. Ở đây làm gì có PC báo đốm ở đâu chị nhỉ? Nhìn trông không thấy đâu ấy. Toàn xanh hồng này. Đúng rồi, toàn xanh với cả hồng này, lãi. Ôi. Đây đây thì hôm nay chúng ta sẽ có một ổ cứng là 500GB. Đấy, 500GB ổ cứng này thì là chúng mình gọi là đăng hàng sample trên này thôi, của văn phòng mình, và trong này sẽ có Windows 11 và một vài tựa game để tí nữa chúng mình có thể trải nghiệm. Đó. Xem nào, ok nhá, ok nhá. Đây, trong lúc chị Phương đang lắp thì chúng ta có thể nói một chút về PC đất nhất thế giới. À, Hiền Long là PC đắt nhất thế giới bao nhiêu? Thực sự rất là khó để có thể nói một chiếc PC đắt nhất thế giới là bao nhiêu tiền. Tại vì có những cái bộ PC đúng không, của IBM ấy, họ lắp trong server ấy, có mức giá lên tới là $1 triệu cơ. Thế nên là sẽ có những PC từ $1 triệu tới gần $2 triệu. Đây là những PC server dành cho những mục đích rất là đặc biệt, và họ sẽ lắp trong những cái gọi là, mà người ta không chỉ lắp một máy nhé, người ta lắp 3, 4 máy, 5, 6 máy liền cơ. Người ta để cả 1 chục, 2 chục, 3 chục máy trong cùng một trong tòa nhà để họ xử lý cái server của họ. Chứ nếu mà về PC lẻ đúng không, thì mức nhiều khi cái mức 2 triệu, 1 triệu này nhá, cũng không có nghĩa là nó sẽ đem lại hiệu năng tốt như là những PC kiểu khoảng tầm 100 triệu, 150 triệu, 200 triệu không. Ok, lắp xong rồi đấy. Bạn Đức Kiều Vũ bảo là 12400F với cả 3060 Ti thì dùng nguồn bao nhiêu? Nếu mà mức cơ bản nhất đúng không, thì mình sẽ khuyên đó chính là 650. Đó, còn nếu mà anh em muốn sau này nâng cấp lên, gọi là upgrade lên, thì lên 750 là rất là ok. Thì 750 bây giờ ấy, chẳng hạn như mình test con CPU i9-12900KS này đúng không, thì mức khi nó ở mức cao nhất ấy, thì nó sẽ tốn khoảng tầm 256W điện, cộng thêm chiếc cả mình 3090 Ti kia là 400W, tầm 400W, tính tổng ra là khoảng tầm 650 rồi. Thế nên là anh em dư khoảng tầm 750 tới 850 trong một bộ máy như này là quá ok. Thế nên là 750 với cả i5 và 3060 Ti thì cũng rất là thoải mái. Bạn Khoa Phúc bảo là anh có người yêu chưa, em yêu chị bên cạnh được không? À, cái đấy bạn phải hỏi. Khó hiểu á. Bây giờ đến cái gì nhỉ? Sushi burger. Long gông à? Lắp không tản nhiệt, tất nhiên rồi. Bà chị không lắp không tản nhiệt là hơi dở á. Đang nhớ bước. Đang remember. Nguyễn Thế Đức bảo là 12900KS nên đi về bên bộ nào là chuẩn nhất. Thực ra thì khi mà mình test ấy, là mình test với cả chiếc main Z690 Tube thì con CPU đấy nó vẫn có thể boost lên mức là 5.3. Đó, 5.3 khi mà chơi game, 5.2 đến 5.3 khi mà chơi game thì anh em có thể dùng tầm đấy là được rồi. Còn nếu mà anh em muốn thực sự là tối đa hóa 100% những cái hiệu năng đúng không, thì nên chọn một chiếc 11 như này này, khoảng tầm 10 triệu tới 15 triệu như này này. Đó, hoặc là cao hơn nếu mà anh em có gọi là ưu tính toán là ép sung nhá. Tất nhiên Khoa Nguyễn Sơn ơi, tất nhiên là Z690 rồi. Lo Địa Đế bảo là đã đi Sài Gòn về rồi hả anh? Đúng rồi anh em ơi, mình đi từ Sài Gòn về khoảng tầm tuần này. Giờ này tuần trước là cũng về rồi. Có clip mới về showroom ở trong Hồ Chí Minh em, mọi người đã xem chưa? Đúng rồi, anh em xem clip mới về trong showroom trong Hồ Chí Minh ấy. Trần Quốc Hưng bảo là anh ơi cứu em, mẹ em cứ đòi mua trong khi em chỉ học Pascal và C++. Úi thế thì phải tận dụng ngay chứ, mẹ tạo điều kiện thế phải mua ngay 12900KS hết rồi. PC này chơi giả lập bao nhiêu năm? PC này thì chơi giả lập có thể là khoảng tầm từ 5. Cái bộ PC như này ấy, thì mình chắc chắn là có rất là nhiều anh em vẫn còn bây giờ đang sử dụng những chiếc card màn hình từ 7 780, 790 đấy thì chắc chắn là PC này sẽ sống khoảng tầm 4 năm đến 5 năm. Ốp vào cho chị. Chục năm thì nó hơi sâu. Chục năm thì hơi nhiều. Rơi cái nhựa rồi. Rơi nhựa đâu đấy. Kia là điện thoại em. Đây, xin. Tút vào đây. Sao nhỉ? Lại rơi cái nhựa rồi em. Đâu rồi? À đây. Náo ấy. Mấy cái này hơi khó chịu tí, lắp mấy cái tản nhiệt eo, chéo góc, đừng làm thế. Chị cho hết luôn vào. Làm thế. Ok nhá, đợi tí nhá. Rồi, lắp bên dưới đi. Ý à. Lắp mấy cái này nó tốn thời gian mà nó oải sức quá. Chị biết tại sao lại có cái cối rong cao su đấy không? Đấy sương mê anh địa bảo rồi. Không. Nó không chỉ như thế đâu, trời ơi. Thế à? Nó còn cái bên ý em là cái màu trắng hay cái màu đen? Cái màu đen ấy. Là đệm. Là cái đệm, tại sao lại cần đệm? Ngoài đỡ xước là một. Còn lý do thứ hai thì mời em nói tiếp. Thế sắt với sắt có tiết điện không? Sắt có tạo ra điện không? Sắt có truyền điện. Nó không tạo ra điện. Nó có truyền điện. Thì bây giờ nếu mà lắp cái cao su thì nó không truyền điện, ta biết rồi đấy. Nên là bây giờ mà lắp cái gông này phát nó sẽ truyền điện từ chỗ này sang chỗ khác của cái bên, nó sẽ hỏng bên. Nhưng mà em vẫn tiếp xúc bằng cái. Bằng cái gì? Cái này là inox cũng không truyền điện à? Có truyền điện à? Inox có truyền không? Ủa không biết thì mình hỏi nó cái gì đâu mà. Inox có truyền điện không? Inox à? Các loại thì không truyền điện. Thế thì chỉ cần mỗi cao su thôi. Ok. Em đang cố gắng đút xuyên qua đây. Ây da. Mẹ em cứ đòi mua MacBook trong khi cốt nhẹ thì có đáng không? Cái chính là anh em đây nhá, MacBook M1. Ok, mình rất là tư vấn nhiều anh em mua con đấy tại vì con đấy rất là ngon. Đó, ra thì bản thân mình cũng chưa sử dụng nhưng mà nói chung là nghe đồn thiên hạ nói thế. Con đấy mua đi tư vấn rồi. Con đấy là con chip rất là mạnh trong tầm giá của nó. Cái chính là một cái rất là hay ấy, nó chính là cái con MacBook đấy nó có chất lượng build rất là tốt này, thời lượng pin rất là khủng này và con chip thì hiệu năng cũng rất là ok luôn. Thế nên là lấy lý do sao mà nhiều anh em lựa chọn là mua con laptop đấy và đó lý do sao mà mình cũng gọi là recommend con laptop đấy. Bởi vì mình tuy mình chưa sử dụng nhưng mà mình đã được gọi là đã xem, đã ngắm và đã nhìn nữa. Nghe người khác nói đúng không? Sao thế? Sao cái này nó bị hơi chặt tí, đợi xíu. Bạn Trung Rỗng Tech bạn hỏi là Ryzen 7 2700X nên dùng card màn hình nào để không bị nghẽn cổ chai hả bạn? Mình tính mua RX 6600 thì có hợp không? Con nào? Ryzen 7 2700X. 2700X à? 6600 được rồi, thoải mái. 2700 là series 2000 đó. 2000 của lâu rồi nhưng mà nó không có nghĩa là nó yếu đâu. Là năm 2018 thì vậy. Tại vì năm chị là 3000 series năm 2019. Sao bạn được mấy con đấy mà mỗi con này em không bạn được? Tại vì là nó đang bị nhiều ốc quá, nhiều lực quá nên là nó hơi em nới nó ra một chút. Trong video ngày hôm nay thì chúng mình đang xài dùng main của ASRock kết hợp với cả là Razer là Z690 gì đó. Tai Chi. Z690 Tai Chi nha mọi người. Tai Chi. Sao cái góc bên này nó cứ bị chật sao nhỉ? À đây rồi, thấy rồi. Bạn Joy hỏi là chơi game AAA và làm nhạc i7 12700K + 3080 Ti hay là i9 12900K + 3080. Thực ra là hai cái combo này nó tương đối là same nhau. Tương đối là tương đồng. Không phải nhá, tương đối là tương đồng thì không nhá, nhưng mà cái hiệu năng chơi game của Ryzen không phải. Hai con đều là RTX, không phải của RTX 3080 Ti chỉ chênh với cả 3080 là khoảng tầm 10% thôi. Thế nên là anh em thế còn hai con CPU kia thì hiệu năng chơi game không khác nhưng mà hiệu năng làm việc thì cũng khác tương đối tại vì nó là một con là 12 nhân một con là 16 nhân. Bạn ấy vừa làm việc mà vừa chơi game luôn. Thực ra thì nếu mà khuyên thì mình sẽ chọn là i7 thôi. Mọi người không thôi. Nhiều người ta không dùng đến i9 đâu. Thực sự người ta mua về chỉ để gọi là trưng ấy, để thể hiện nó là vị trí, vị thế của họ thôi. Rồi xong rồi đấy. Bạn QH Gaming hỏi là em nên chọn RX 570 8GB hay là 1070 8GB? 1070 nhá, 570 8GB sao mà bằng được 1070? 570 8GB chỉ mạnh được khoảng tầm 1650 Super hoặc là tầm đấy thôi. Chứ chưa thể nào mà lên tới cái mức mà 1070 đâu. 1070 chạm gần tới ngưỡng của 2060 với cả 1660 mà. Nên là con kia không tuổi. Rồi, bây giờ thì lắp vào main nhỉ? Lắp vào vỏ cây nhỉ? Đây là vỏ cây O11 Dynamic phiên bản Razer nhá. Đây là sự kết hợp giữa Lian Li và Razer. Đấy, anh em có thể thấy đây sẽ có một cái logo Razer rất là đẹp. kiểu béo lùn đấy. Đây ạ, đây. Đây, logo Razer này. Hai mặt kính luôn. Logo Razer này. Logo Razer này. Logo Razer này. Anh Kiên ơi. Cày đấy nhỉ. Logo Razer này. Đây logo Razer anh thấy không? Đó, nhưng mà theo như trong những hình gọi là marketing đúng không? Đâu đây xem nào, để bỏ ra. Hình đây. Marketing. Trong những hình marketing thì mình thấy là nó bảo là nó sáng nhưng mình chưa biết thế nào, và tí nữa mình test xem sao nhá. Bật máy lên xem nó có sáng không? Cái khu vực này này. Đấy tí test nhá. Nhìn trông đẹp nhỉ? Được, trông những cái kiểu LED ít như thế. Ok ok ok. Rồi, nào bây giờ thì bắt đầu mở vỏ cây ra và bắt đầu triển khai nào. Vỏ cây này thì nó cũng hơi oải một chút, tại vì là con vỏ cây này cũng khá là to, nhưng mà việc build trong vỏ cây này thì là rất là dễ, tại vì cái vỏ cây này nó có thiết kế khá là thông minh. Rồi, bỏ tấm kính ra này. Chị thấy thiết kế thông minh là thiết kế ít ốc thôi. Không, em nghĩ thiết kế thông minh nó chỉ đơn giản bắt đầu từ việc là ốc không cần phải vặn tay, ốc không phải dùng tua vít. Đấy, để bên kia. Bên này nha. Ok, lần mặt trước ra luôn không? Mặt trước luôn nhá, cho nó dễ. Tí nữa quay xuyên vào chỗ này luôn. Ôi. Kiểu tháo easy vậy thôi á. Đấy, thế mới gọi là thiết kế thông minh phải không? Đúng này, rồi. Tiếp này. Đấy, đúng một tấm không ở trên. Không phải tháo một cái ốc nào để tháo 4 cái lớp. Chỉ cần tháo đúng cái bên trên thôi. Tháo đúng cái nắp ở bên trên là nó sẽ cũng không cần ốc luôn. Là limited luôn. Rồi. Ok, vậy là đã mở xong con máy tính này rồi đấy. Và bây giờ chị Phương thì hãy cho quả men vào trong đi. Bạn Trần Quân Hưng cái gì nhấn mạnh nói nhiều lần. Cái đoạn này nói đúng không? Đúng rồi. Rồi, nào bây giờ thì hãy mời chị Phương cho comment vào nào. Ok. Đây. Kính mời. Bạn Trung Dũng Tuếch bảo là làm video render nên chọn AMD hay GTX? Anh em nên chọn RTX và bắt đầu từ RTX 3050 nhá. Còn nếu mà AMD thì thực sự là cái render OpenGL của nó không quá là tốt đâu. Thế nên là lý do tại sao mà Nvidia vẫn được ưu tiên nhiều hơn. Như này hả? Ừ, cho vào. Sao nó lại chống hẳn một đoạn? Nó thừa hẳn một đoạn nên cho tí nữa mình cho cái tản nhiệt nước lên rồi đấy. Nếu mà như thế này thì con cạc này nó hơi trống một chút, cái vỏ cây này hơi trống một chút. Cái vỏ cây này rất là phù hợp để cho cái việc đó chính là đi nước custom. Và ví dụ như anh em có thể để tanh này, hoặc là để một cái radiator này, vân vân để ở khu vực này nó sẽ không bị trống nữa. Mấy cái này nó có sẵn mấy cái đỡ mên hơn rồi. Khá là ổn. Đây hộp ốc này. Hộp ốc. Cái hộp xốp làm vỏ cây đi anh, trời ơi chắc nóng chết luôn. Chắc chảy xốp luôn. Ui rồi bùng nổ. Lúc nào mà nóng đến 100 độ là chảy xốp. Nó sẽ chảy xốp. Anh ơi cho em hỏi là mình xài main có 2 slot NV, 2 slot SSD NV1, một slot cài Win, slot 2 gắn vào cần cài Win không hay tự nhận? Không cần cài Win các bạn nhá. Slot 2 của bạn sẽ là cái SSD mà không có cài Win ấy, nó sẽ trở thành SSD dữ liệu và SSD sẽ cài Win sẽ thành ổ C luôn của bạn nhá. Em không cần phải cài đâu. Trần Quốc Hưng bảo là bao giờ có Legion 12 để em mua về học? À, bạn đợi tí nhá, bắt đầu đang các hãng bắt đầu đem về hàng những con thế hệ 12 rồi. Và gọi là phát súng khởi đầu là Asus, vì họ đã gửi tới những chiếc mainboard, những chiếc CPU, những chiếc máy tính laptop đã có những chứa con CPU cao cấp nhất của Intel, đó chính là những CPU thế hệ 12. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là kết quả như nào, hiệu năng ra sao và để mua những chiếc laptop đấy nhá. Những chiếc Legion 5 thì nó luôn có một cái gọi là cái danh vọng phải không? Nó luôn có một cái sự tin tưởng của người dùng rồi. Nên là mình chắc chắn rằng đấy là những chiếc laptop anh em có thể mua được. Kiểu là những thế hệ trước nó đã làm rất tốt rồi nên là người ta mong chờ cái thế hệ mới. Ừ, đúng rồi. Xem như thế nào. Bạn Tài Nguyễn Tiến bảo làm 3070 với cả 3070 Ti chênh hình nhiều không? 10% là cái con số chênh nhau. Đấy, hết up main rồi. Xin cấu hình i5 11400F 1660 Super 8GB có chạy được giải lọc Knox, nhưng mà anh em phải vào trong BIOS để bật cái là VMX này nhá, Intel V Technology lên, chứ không thì chạy Knox sẽ bị chỉ chạy một nhân hoặc là bị crash nhá. Chị Phương đã lắp được bao nhiêu ốc rồi? 3 ốc, phải đắt đi tìm ốc em ạ. Nhiều ốc vậy bro. Đúng rồi, bạn Tôm nói đúng đấy, có nhiều tựa game chỉ có 5-7% thôi. Còn theo như mình nhớ trung bình nó rơi khoảng tầm 9-8 gì đấy, 8-9-10 gì đấy, không có tầm đấy. Đâu, xem nào. Lắp đi, đấy. Ok, Nguyễn Thế Đức bảo là showroom ở Hồ Chí Minh có đủ linh kiện như ở Hà Nội không anh? Showroom của Hồ Chí Minh có rất nhiều các loại linh kiện nhá. Nhưng mà để check xem là cái linh kiện mà anh em muốn mua có hàng ở showroom gọi là Hồ Chí Minh không, thì anh em vào website của chúng mình check xem là cái sản phẩm đấy đang có mặt hàng ở gọi là các cơ sở nào để lựa chọn. Vì cái hệ thống website của mình rất là tốt nhá, cái hệ thống kho hàng của mình là cũng được gọi là đẩy ra rất là rõ ràng để cho anh em có thể biết được hàng đang có ở đâu để từ đấy mà đưa ra quyết định mua, chứ không phải là kiểu là địa chỉ liên hệ không, hoặc là kho hàng liên hệ các thứ kiểu. Tại vì liên hệ với chúng mình là hết hàng, còn nếu mà còn hàng ấy thì chúng mình sẽ để giá và địa chỉ luôn. Đúng, xong chúng ta lắp DJ from panel trước hay là lắp? DJ from panel trước đi. Bạn Tài Nguyễn Tành bảo là cái dây này tản H100i liệu có ổn với 3070Ti không hay là cố lên H150i? Mình đang không biết. H150i là một cái vỏ cây, H100i thì là một cái không, từ từ H150i đợi tí nha, không phải, đây là H51i, nhầm. H150, H150i mình cũng đang không nhớ. Tại vì cái thế giới tản của nó dễ thế. Cái chỗ men này nó để kiểu giữa nhỉ, nó thừa. Nhiều chỗ trống. Thực ra thì mình đang không biết tại sao anh em lại bảo là kết hợp với cả 3070Ti, tại vì là con đấy là cho CPU mà. Còn nếu mà anh em muốn thì thực sự này, đây là dây USB fan, à? Chiếc tản nhiệt 3 fan nó chỉ như thế, nó không yêu cầu quá USB đúng không? Nó dưới đấy. Đây. Xem xét tại sao AMD cập nhật lại càng mạnh hơn. Cái điều này chỉ áp dụng với cả những chiếc card màn hình AMD đời 500 nhá, đời 500 trở xuống nhá. Tại vì là cái cấu trúc của AMD hồi đấy nó sẽ là theo cái kiểu gọi là 4 luồng xử lý ấy. Cái đấy sẽ hợp lý cho cái việc gọi là render mà lâu dài hơn, ví dụ như là render Blender các thứ kiểu này đó. Nhưng mà cái cấu trúc đấy lại không phù hợp cho chơi game lắm, tại vì những cái hàng chờ sẽ phải chờ nhau để đợi các frame tiếp theo. Thế nên là khi mà AMD họ cài driver mới đâu, họ sẽ tối ưu những cái đấy, những cái gọi là quá trình đấy để giúp cho hiệu năng cao hơn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là những chiếc card hiện tại của AMD có thể đạt được cái mức tăng trưởng như vậy. Ví dụ như là lúc đầu là 570 đúng không? Lúc đó nó chỉ để so sánh vai với cả 1050, nhưng bây giờ nó mạnh ngang có là 10603GB rồi. Đấy, còn 580 lúc đầu chỉ là khoảng tầm 10603GB, bây giờ là 10606GB rồi. Cái cây này thực ra cũng hỗ trợ mình đi dây khá là tốt. Ừ, con cây này thông minh à? Con cây này bao tiền? Con cây này giá 5 triệu. Thảo nào. Không, con phiên bản nhỏ hơn thì có giá 3 triệu hay 4 triệu thôi. Ủa, cái này là cái gì? Cái này là USB Type-C. Cắm vào đầu này. Đâu. Đây phiên này, đây này. Bạn Trần Thanh Phúc bảo là máy này anh lắp cho khách đúng không nhỉ? Không phải đâu anh em nhá, cái máy này thì là lắp cho bên chúng mình thôi. Tại vì cái máy này ấy, nó chỉ là cái máy hàng sample, tất cả những hàng đây đều là hàng sample hết, chứ không phải là hàng của chúng mình, không phải hàng kho chúng mình. Còn nếu mà lắp cho khách, nói chung là hôm nay là bọn mình lắp, là bọn mình hứng lên, bọn mình xây dựng cấu hình này chứ không anh khách nào kiểu order cả. Còn thỉnh thoảng mà có những khách order thì bọn mình sẽ order lên livestream, thì bọn mình sẽ mang lên livestream lắp đó. Còn hôm nay thì sẽ là cái đơn giản là cấu hình mà Hoàng tự xây dựng và bên mình tự xây dựng để gọi là xây dựng nội dung để cho mọi người xem ở trên livestream. Thì chủ đề của ngày hôm nay là chủ đề là CPU, lắp CPU i9-2900KS và trong bộ máy full Razer. Đúng vậy. Bạn Nguyễn Mỹ Phương bảo là 12400F với cả 2060 16GB. Có chơi được nhiều game nặng với làm được nhiều được không? Được nhá, chơi được game nặng nhá. Thấy mỗi ngày này. Đâu, đây nó còn nhiều nữa mà sao lại thế? Nó còn một ối dây nữa này. Đâu? Trong này này, đây đâu này? Đâu? Có mỗi nút bật rồi, nó có mỗi nút bật rồi đúng không? Đúng rồi, có mỗi nút bật rồi. Thế ui, thoải mái ấy. Sướng ấy, chị Phương sướng lắm ấy. Ui, chị Phương đang vui lắm ấy. HD audio ở đâu? Ok. CPU chạy giả lập khác gì CPU thông thường? CPU chạy giả lập nhá. Thì tại sao CPU chạy giả lập khác CPU chạy thông thường? Thứ nhất này, anh em phải hiểu là cái concept của CPU ở trong điện thoại và CPU ở trên desktop là khác nhau. Thứ hai này, CPU điện thoại nó yếu hơn CPU desktop. Thứ ba, lý do tại sao mà CPU giả lập khác CPU thường? Bởi vì là CPU giả lập sẽ có nhiều nhân hơn, nhưng mà những cái nhân đấy nó yếu hơn, yếu như là CPU điện thoại ấy, sẽ dẫn tới cái việc là anh em có thể giả lập nhiều hơn mà không mất quá là nhiều tài nguyên. Sao? Power switch cắm đâu? Power switch đấy. Em ơi, cái này chị bảo cắm đúng chưa? Đúng rồi. Đây power switch đây, bên trên này. Cắm chỗ nào đấy? Thứ tư bên trên, 3, 4 bên trên. Đây à? Ngửa lên cho nhá. Đây được chưa? Đây đúng chưa? Đúng rồi. Rồi xong. Ôi, easy quá, là đầu tiên cắm dây from panel easy như vậy. Rút dây ra đằng sau đây cho nó gọn đi. Rút dây ra đằng sau cho nó gọn luôn đi. Rồi, bây giờ là đến tản nhiệt. Nhưng mà cái này nó gắn luôn đây. Gắn luôn đấy á? Nghĩa là đây cái chân của nó đây này. Nó ngay đây luôn. Thế á? Đâu đưa sao nào? Lại. Đấy. Ôi, đây là cái gì đấy? Đây hình như là cái hub của nó ấy. Không, đây là cái hub RGB của nó, thì đấy, nó ở ngay đấy nên chị không ẩn được nữa. Chị vẫn ở khói. Cái ẩn nó gãy gập bên đây sẽ để cố xem có sang được không. Thôi, đừng gập. Đâu rồi, em xem thiết kế nó như nào. Đây. Thiết kế nó dọc như thế không. Xin chào mọi người, xin chào Ân Nguyễn, xin chào Văn Trương. Xem nào. Hải Nam chào anh Kiên kìa. À, tuần trước mọi người nhớ có một bạn nhỏ, bạn ấy bảo là đến để gặp anh Kiên. Nhưng mà tiếc quá, nói địa chỉ là số 2 ngõ 21 Thái Hà thì bạn ấy lại ra số 43, à 45 nhé. Thế là bạn ấy chỉ gặp được Hoàng thôi. Và ra xong một... chúng mình đã có một cuộc đấm nhau rất vui. Đấm nhau bằng hình ảnh à? Đấm nhau bằng hình ảnh. Đó. Anh em check trên gọi là bài đăng của chúng mình ấy. Community trên YouTube nhá. Xin chào bạn Kỳ Phạm Văn Gia nha. Bạn xem nào. Rồi xong rồi nha. Đây, tản nhiệt IO đây. Đây là chiếc máy của chúng ta sử dụng CPU i9-2900K. Đấy, i9-2900K này thì AKS chứ, nhầm. Thì chúng ta sẽ có chiếc tản nhiệt là AIO 360 của EK. Cái chiếc tản nhiệt này mình đã được test rồi. Mình đã test với cả hai CPU là i9-2900K và i9-2900KS. Thì con tản này có thể cân được thoải mái nhá. Rất là ít khi có CPU chúng ta chạm đến 100 độ, khi mà kể cả mình stress test là bằng Blender, bằng CR23 luôn, không vấn đề gì cả. Bạn Lê Thanh Nhân bảo là bên Hacom test thử bên B560 CPU i5-11400 với cả RAM G-Skill 3000 CL16 xem là bật XMP có hỏng không, có màn hình xanh không. Theo như mình biết thì những cái combo như thế mà bị màn hình xanh ấy chứng tỏ là một là RAM tều này, hai là cái con main board bị tều. Gắn ở trên. Như này hả? Ừ. Lấy ốc đi. Mấy con ốc này đâu nhỉ? Ốc kia. Bro, đâu? Đây, sắp xong rồi. Ây da. Này, ốc tôi biết này. Chị giữ cho em lắp nhá. Ok. Chị. Oh, shit. Ôi vừa khít. Cái dây này quay vào trong hả? Ừ, dây quay vào trong chắc chắn rồi. Dây không quay vào trong đấm đấy. Đấm vội luôn. Suy tính đường đi nha, Cái con cây này rất là to, cho nên là anh em có thể lắp thoải mái, không vấn đề gì cả. Cái con này thì hỗ trợ cho cả RAD 120 với cả tức là RAD có quạt 120 hoặc là một RAD có quạt 140 lận cơ, thoải mái, không vấn đề gì cả. Không vấn đề gì hết luôn. Con ốc tròn này. Đó, xem nào. Sao em không lắp vào cái này? Ây da, nghiêng sai rồi. Ok. Chị Phương thấy lắp bây giờ thấy suôn sẻ không? Đúng là cái bộ máy đắt tiền nó khác dễ lắp nhỉ? Bộ, làm như bộ tuần trước không đắt vậy. Bộ tuần trước có 130.000 à 130.000 luôn. Ôi, chị đến giờ chị Phương háo giá rồi. Đây bây giờ chị lắp vào đã. Là bạn Ân Nguyễn chào chị Phương kìa. Xin chào anh Nguyễn đừng comment vớ vẩn nữa nha. Bạn Ruski bảo là cạc màn hình gắn slot 2 có giảm hiệu năng không? Tại slot mình nó nẹp inox, còn slot 2 thì không. Anh em ơi, cái nẹp inox của nó ấy là để cho giữ cho cái cạc nó không bị cong xuống, để cho cái khe PCI của nó không bị gãy ra. Thế nên là anh em nên gắn một cạc ở khe 1, còn ở khe 2 ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới hiệu năng lắm đâu. Tại vì là còn tùy vào cạc của anh em nhé. Ví dụ anh em là PCI 3.0x16 hoặc là PCI 4.0x16 thì không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà anh em là PCIe chẳng hạn như là không, thực ra gắn cả hai không quan trọng lắm. Tại vì ấy, bây giờ những chiếc cạc chỉ có chiếc cạc là 4.0 này, 3.0 này, thì ví dụ như chiếc cạc này là 6500 XT thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Còn những chiếc cạc cao cấp hơn thì không sao đâu, không vấn đề gì cả. Chỉ chênh là khoảng tầm 1 hoặc 2% thôi. Nào, đi dây nào, tính đường đi em. Tính đường á, tự đi ấy. Đây, cái đống này không, ôi à, sao đống này lằng nhằng này có hấp hủ gì nữa đây. Em bảo chị. Bạn Trần Quốc Hương bảo là vừa livestream vừa chiếu video, em biết xem cái nào. Thế thì bạn xem livestream xong rồi tí nữa xem video tiếp nhá. Hoặc là video có mấy phút thôi. Hoặc là chúa tể hơn, anh em có thể vừa bật cả livestream lẫn cả video để xem cùng một lúc. Bật hai màn hình à? Dùng não trái để xem livestream, còn não phải để xem video. Ok chưa? Cái nào đấy? Dây đi qua vòng qua đây, xong tí nữa đi dây sau. Cứ ghép hết vào nhau à? Không, tí cứ đi vòng qua đã xong rồi ghép đằng sau. Vòng qua đây là đây á? Vòng qua cái lỗ này, có cái lỗ này. Nhèo, thấy chưa? Bạn Lê Thành Nhân bảo là mình có hai con main board Gigabyte đều là B560 DS3H gắn G-Skill vào đều bị màn hình xanh, gắn qua mainboard B560 Prime bật test một tiếng không bị gì. Ngày có vẻ như là Gigabyte đang hơi kỵ nhỉ. Thì nói chung là nếu mà như thế thì anh em nên đổi kit RAM hay sao? Tại vì bây giờ đổi một chiếc main nghe có vẻ hơi tều. À không, nâng cấp main đi. Con mainboard B560 đấy mình nhớ là tều lắm. Con mainboard này quá rồi. Vứt main đi, mua main khác. Rồi. Hoàng ơi, nó sẽ thừa ra đây nhá. Nó có 3 đầu này Hoàng ạ. Không sao, 3 đầu RGB cứ gắm hết vào nhau đi. Nhưng mà nó chỉ có một cái này để cắm nữa thôi. Đâu? Chị ơi, chị chắc chưa? Chị xua kèo chưa? Xua? Ừ. Xong cùng hóa ra là không chắc, không đúng và sai. Là sao? Thế còn hai cái này, ba cái này cắm à, cái này là tí nữa giờ dây cho quạt, cái này không liên quan, tí nữa để sau. Để sau, cái đấy để sau rồi, cái đấy để sau rồi. Ừ. Rồi tiếp tục nào, tiếp tục nào. Tiếp tục đến nguồn nào. Đây nguồn đấy. Đây, nguồn đấy. À, bà chị chưa cắm cả quả block vào rồi, đã đòi nguồn rồi. Lộn. Chiều nào đây? Mận vải. Chiều này tiếp à? Để cho đi chiều nốt vào đây á? Chiều thế được, cho nó đẹp. Thích cái đổ con cây ra cho nó dễ cắm. Chai keo đây, ướm xong chưa? Ok chưa? Zin chưa? Đấy. Ướm zin rồi nó không? Rồi chai keo đây, tôi một grizzly của chị đây, keo gấu. Ô cha này phải ngửa chứ nó có sợ chảy không? Ngửa tí cho dễ lắp thì đúng hơn là dễ cha. Ừ, chảy thì không chảy nhưng mà lắp thì dễ hơn. Ok. Nó đè vào cái đống này. Ôi da, rồi ok. Tiếp tục câu chuyện. À đấy, bạn Ân Nguyễn bị anh em trong chat bắt rồi nhá, là suốt ngày tán gái, tán chị Phương à. Chị thật. Ok, keo này khô đấy. Chấm mê. À, ok. Chấm nhiều vào, chấm đầy rồi nhá. Không phải là lát mỏng như lát... Đầy đủ à? Xem xét bảo là anh cho em hỏi là đi với AMD thì chơi RAM nào, RAM đấy nhiều người bảo G-Skill. Thì mình đã có một trải nghiệm khá là tốt với cả G-Skill, là những cái RAM của họ rất là tốt, rất là ổn. Còn nếu mà với anh em ấy thì anh em có thể chơi thì cái chơi RAM nào cũng được, không quan trọng lắm. Anh em có thể quẩy thoải mái phải không? Tại vì ấy, G-Skill thì họ sẽ có một cái chất lượng RAM tốt hơn và họ sử dụng đó chính là những cái con gọi là Samsung B-Dai giúp cho anh em có thể overclock tốt hơn này, sử dụng RAM ổn định hơn, lâu dài hơn này, vân vân. Nhiều này chảy ra sao? Chảy thì thôi, bên sample của Asus mà chảy thì người ta trách mình thôi. Em cho nhiều kinh khủng muốn. Kệ. Cho như kiểu một cục cứt chim trên đấy luôn. Ok. Còn không thì nên tránh những cái hãng no name ra, tránh những cái hãng và cả hình như mình thấy là hơi kỹ có xe một chút. Theo như mình nhớ là có một vài bài trên AMD Việt Nam ấy là họ không chạy RAM có xe hay bị đâm và hay bị xanh mặt. Đi thôi. Wow, Phú Đức Lê bảo là 3090 sắp à 3060 sắp còn 112 triệu. Cái này là đúng không hả? Đúng rồi đây. Mình không quan trọng cái đường chiều đâu, mình chỉ quan trọng cái đường ống này nó không bị căng thôi. Thế được rồi. Cái màn hình thì thực ra nó cũng chỉ có LED thôi. Dương Ngô bảo là dùng i5 10400F livestream có bị thiếu không? Không đâu bạn nhá, không đâu. 10400F nó là 4/6 x 12 luôn rồi. Thế nên là cũng không quá là thiếu đâu. Thực sự với cả ấy, chắc chắn là bạn mà vào trong phần mềm như là OBS các kiểu ấy thì mình đảm bảo rằng là ui dồi ôi, chắc chắn là sẽ sử dụng NVENC rồi nếu mà anh em dùng cả NVIDIA. Ui dồi ôi, Ân Nguyễn nói những câu rất là gì nhá. Chị Phương mặc áo hình báo đốm làm khơi dậy tính chất hoang dã. Tôi mệt. Ân Nguyễn sinh năm bao nhiêu em? Ân Nguyễn chết nhá, bị anh em bắt nhá, rầm nhá, rất là rầm nhá, không được nhá. Comment rất là không liên quan đến công nghệ nhá. Mua cạc về có cần setting gì ở BIOS để chơi game trông mượt không? Thì trong BIOS cũng không có cái gì quá quan trọng đâu. Còn nếu mà có thì nên bật thôi nhá. Còn tôi không biết là nó có quá là hiệu năng trong tất cả các game không. Bật Resizable 3 lên này, bật sắp tới sẽ có Microsoft Direct Storage thì cũng nên bật lên. Và còn nếu mà anh em nào mua mainboard cũ ấy thì nhỡ đâu là họ chỉnh cái PCI của họ xuống thấp hơn thì anh em nên chỉnh lên cao nhất. Như PCI thường mọi người sẽ để 3.0 để đi dây ấy, đi cái dây nối dài ấy, thì nên là để năng lên là 4.0 lại. Wow, Ân Nguyễn sinh năm 96. Rầm thế. Thật á, trên sóng mà nói chuyện như này á. 3090 có cân được tất cả các game ở độ phân giải Full HD không? Có cân được nhá. Nhưng mà với những tựa game ví dụ như là Warzone ấy thì mình đã có thấy những trường hợp nó không lên được 144 rồi, chỉ lên khoảng tầm 100, 120 thôi. Nợ môn nhiều năm, 96 chưa ra trường trời ơi. Đáng lẽ 96 phải có 4 năm trường đời rồi. 3050 thì không nhá. 3050 thì nó sẽ bị giảm hiệu năng nhá. Nguồn. Kìa, cắn dây chưa xong mà đã đòi nguồn rồi. Cắn nốt đi. Bạn lại nguồn ra đây. Quang Vũ bảo là 3090 công ty bây giờ shop có hàng. Bây giờ hiện tại chúng mình cũng chưa có luôn, hãng cũng chưa gửi tới cho chúng mình để sample luôn. Shop có hàng cơ mà, là mua cơ mà. Ừ thì mình chưa có. Anh ơi laptop nào ngon cho tầm giá 100 triệu để chơi game. Ui. Lọc từ cao đến thấp nhất nhá. Anh em thấy con nào có 3080 Ti thì dùng nhá. Bây giờ 3090 Ti đợi hơi ngán, anh em nên chọn những con như là 3060 Ti giá giảm tương đối thôi, 3070, 3070 Ti cũng giá giảm cũng ok lắm rồi. Chị Phương đang đi dây đúng không? Đang cắm nối ấy vào nhau nữa. Nhau nhấp thế nhỉ? Để mình đi nối nối lại. Càng ngày thừa ra nhiều dây mà. PC này chơi game PUBG giả lập Among Us và Play Together. Lừa thừa nhiều dây ấy. Mấy con này là dây cho quạt, cái này không trọng được chưa? Và chị đang thiếu dây quạt ra sao ấy. Có 1, 2, cái đầu này nữa. Đâu rồi? Thiếu rồi. Chị cắm được rồi. Trời ơi, chị đang nối chúng nó với nhau đó. Đây. Chắc chưa? Không biết để tháo hết chưa? Ra đi xem nào. Buồn đấy. Hết rồi đây, có đống này nối với nhau thôi. Toàn là dây gì ý? Không hiểu. Đổi. Đây, Thái Di đổi này, yêu cầu là đổi bé kia vô đọc comment đi này. Vào trả lời hết tất cả anh em nhé. Rồi, để em lắp nút được. Nhanh chóng xong chuyến nào. Ây ạ. 1 giây, 2 giây. Laptop 100 triệu gọi tôi. Có nha, có laptop 100 triệu nha bạn Kỳ Phạm Văn Gia. Như kiểu mấy con của Gigabyte ạ, Euro 16 à, có phiên bản là 8 mấy triệu. Thì chắc chắn là có những con laptop 100 triệu. Rất là đơn giản cho mọi người luôn. Bạn Minh Lê hỏi là anh ơi có PC nào mà có i9 mà tầm 60 triệu không? Vậy là không. Có vẻ như là khó bạn, lên tối thiểu là bao nhiêu? Tối thiểu là khoảng tầm 70, 80 rồi đấy. Đó. Cái con Aro 16 ấy, con Aro 16 đó là 80 triệu hay 90 triệu ấy. 80 triệu cho một con i9-2900H thì phải. Và chị cho sai lỗ rồi nhá. Sai lỗ rồi nha, wrong hole nhá. Em bảo cho vào đấy mà. Em bảo cho vào cái khe này, em còn chọc vào chỗ này này, xong rồi còn xuyên qua ở đây này. Xong rồi chị chọc vào bên chỗ khác. Cái chỗ này để em đi. Chỗ này là để cho đi dây nguồn. À. Còn chỗ này mới là dây quạt này, nó thẳng đúng với quạt này. Ok. Lầm thật đấy. Xâm lại sai lầm. Bạn Trung Hiếu Phạm hỏi là sao con G-Skill bớt 3000 thì phải bật XMP mới được 3000 vậy? Còn bình thường thì chỉ chạy 2133. Em dùng với cả 11600K và Z590. Tại vì là đơn Đấy giản đó. Thôi. Câu trả lời đó chính là những con CPU, những con RAM trên 2100 nó có thể gọi là những con RAM đã được overclock rồi. Thế nên là cái mức độ đấy bắt buộc anh em phải, đó chính là bật XMP lên. Rõ ràng rồi. Và trong của AMD thì là DOCP nhé. Bạn Kỳ Phạm ra bảo em biết mà chị, có con MSI 114 triệu cơ. Đúng rồi. Nhưng mấy con đấy cũ của mình. Nhưng mà ý là laptop 100 triệu thì gọi tôi là sao? Ý là em muốn mua laptop 100 triệu á hả? Thì em ra Hacom mua thôi. Đúng rồi, chỗ đấy nhiều anh em tư vấn lắm, anh em cứ gọi thoải mái. Bạn xem xét hỏi là chị còn nhớ mã màn hình của AOC 24 inch ten gì không chị? Chị Phương nhớ không? Là mã gì? AOC Gaming 24G2. 24G2 bạn nhé. Chị không nhớ, Hoàng nhớ thôi. Thế, bạn Minh Lê hỏi là thế PC 80 triệu có coi i9 không? Có, Hoàng bảo là có. Với anh em check Aero R10, Aero 16 phải. Con đấy nhá. Con đấy là hình như là có i9 đấy. Bạn Phú Đức Lê PC 10 triệu nên dùng card NVIDIA hay là APU của AMD? Card NVIDIA thì không nên. Tại vì PC 10 triệu. Tầm đấy vấn đề là anh em còn đang mua cũ hay mua mới chứ. Mua gọi là moi nguyên nữa không thì khó lắm. À bạn Kỳ Phạm Sơn Lan là ý là em tư vấn cho. À ok ok. I am Việt Nam thân thiện. Khi nào thì 3090 Ti? Chắc là khi nào về 3090 Ti thì làm video luôn anh chị nhé. Rõ ràng okay rồi. Ok nhé. Chúng mình đấy về cái phát là chúng mình làm live stream luôn. Live vội luôn này. Và live và lên video luôn. Rồi ok. Bạn Anh Vui 223 short bảo là PC này mà làm game. Chơi game PUBG giả lập Among Us và Play Together, giả lập hoặc học online Google Meet, chơi Roblox bao nhiêu năm? Trời ơi, cái PC này thì làm những cái tác vụ này bao nhiêu năm nữa? 10 năm. 10 năm nha bạn. Minh Lê PC 80 triệu có i9 được rồi bạn nhá. Bao giờ có 3090 Ti vậy anh Hoàng kìa? Đang có rồi, một tội là hàng chưa về. Hoặc là về phát là hết luôn, Không, em chưa search được ra nên là nó chưa có đâu. Có thể gọi là chưa có. Bạn Phú Đức Lê Hoàng đang nói là bạn muốn mua PC cũ hay là như thế nào? PC 10 triệu lên xài cả của NVIDIA hay là APU của AMD? Thì đang hỏi vào đấy. Nếu mà mua mới thì mua APU đi, tại vì mua mới APU thì nó sẽ đơn giản hơn. Còn nếu mà mua cũ thì dùng cạc, ví dụ như là anh em có thể build một bộ máy tính khoảng tầm 5 triệu và 5 triệu tiền cạc. Đấy, một bộ máy tính tức là main, chip, RAM, ổ cứng là 5 triệu, vỏ cây, nguồn là 5 triệu này, xong rồi 5 triệu lại dành cho cạc. Đấy, cứ phân bố như thế. Mới cũ thì cái build, cái gọi là cái layout build nó vẫn như thế mà, tương tự vậy mà. Còn bà Bối hỏi là 3060 Ti giá thấp nhất bây giờ là bao nhiêu? 3060 Ti á, giá thấp nhất bây giờ hình như là 18 hay sao ấy, anh chả nhớ nữa. 18 á? À 3060 thường thì mới là 11, 12. Đúng rồi, 3060 thường mà còn mấy cái giá 10, 12, 13 gì đấy. 3060 Ti bây giờ vẫn là một con hot nữa. Tại bây giờ nó sẽ thành, hồi trước đúng không thì nó sẽ là 13 triệu, trời ơi, bạn kỳ phạm bán ra 13 triệu ở đâu đó? Ở đâu 13 triệu đó? Ở ngoài chợ ấy. Thì tất nhiên rồi, ra ngoài chợ rời dễ tìm không à, nhưng mà sẽ không có bảo hành này, bảo hành sẽ không đảm bảo này và kiểu kiểu vân vân, hiểu không? Có những cái loại kiểu chúng tôi có bảo hành đấy xong cũng từ chối bảo hành, như kiểu Chinamia từ chối thị thần vậy. Cái mặt của con này hiệu buồn cười. À, rất là buồn. Rồi, bây giờ thì lắp quả nguồn vào xong rồi lắp con cạc là xong chuyến đấy. Ây da, một con nguồn vai. Bạn Thái Duy bảo là làm hẳn bộ PC 20 triệu. Rồi trả góp 10 triệu cũng được mà. Trả góp 50%. Đúng rồi, bây giờ mua cái gì chả trả góp được. À, không biết là anh em có sống... hỗ trợ trả góp đúng không? Có. Đấy, bên Hacom cũng hỗ trợ trả góp, còn mấy phần trăm thì mình không biết. Anh em thích sống cuộc sống trả góp không nhỉ? Mình không thích lắm. Chị Phương thì sao? Chị không. Thế à? Thế sao chị vẫn làm thẻ? Chị làm thẻ đâu phải đi trả góp đâu. À, để chị đi, để chị Phương đi mua xe may. Mua nhiều thứ nữa. Mua mi phẩm nữa không? Mỹ phẩm không cần. PC cũ mấy là chơi được GTA 5 ạ? Ý bạn là kiểu cấu hình nhá. PC hả? 10 cũ bạn chơi được rồi. Bây giờ 750 Ti vẫn chơi được mà, thoải mái. Thực ra GTA 5 bây giờ nó không còn quá đúng rồi nữa. Anh em phải biết là GTA 5 ấy nó ra mắt trên các hệ console vào 2012 và lên PC vào 2013. Tức là nó cách đây khoảng tầm 10 năm rồi, hiểu không? Mọi người kiểu đang mòn mỏi chờ GTA 6 nhưng mà Rockstar vẫn chưa cho ra. Gọi là rút máu toàn tập. Tại vì GTA 5 vẫn đang rất là dạt tiền ấy. Ừ, vẫn bú rút cái kiểu được thoải mái. Bạn là Khang Trần Gia hỏi là anh ơi nên dùng combo i3 thế hệ 10 với 3060 hay là i3 thế hệ 12 với 3050? Mà 10 với cả 3060 nhá. Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Không đáng, 3050 không đáng đâu. Thực sự thì với mức hiệu năng của nó thì và giá tiền hiện tại ấy, thì không đáng lắm. Nên mua 6600 thì mình sẽ nói chuyện sau. Minh Lê hỏi là anh chị ơi Acer Nitro 5 Tiger bản mới nhất và mạnh nhất bao nhiêu ạ? Chúng mình chưa về Acer Nitro anh em ạ. Tiger, cái bản đấy thì gọi là hàng chưa về nhiều nên chúng mình vẫn còn đang xem xét một chút. Nhưng mà nếu mà nói về cái độ khỏe con đấy thì bản khỏe nhất thì như là 3070 ra, mức giá nó rơi vào khoảng tầm 40 triệu à? 30-40 triệu đấy tầm đấy. Bạn là anh Huy Đỗ hỏi là i5 12400F có đủ ao chỉnh i7 Gen 10 hoặc là 11 không ạ? 12400F không? Ừ. i7 Gen 10 ao chỉnh được ấy, có khả năng giao chỉnh được về hiệu năng chơi game ấy, chứ còn làm việc hay không. Thế tại vì đơn nhân của nó rất tốt. Bạn đã hỏi cả 10 cả 11. Cả 10 cả 11 đó. i7 hệ 10 11. Hiệu năng của nó sẽ chênh lệch nhau khoảng tầm vài phần trăm thôi. Ao trình thì gọi là ao trình thôi, nhưng mà nó không như thế đâu, không đến mức kiểu gọi là hơn chứ không phải là ao trình. Ao trình là kiểu rất hơn đấy. Rất hơn rồi. Rất hơn luôn. Ok. Đâu rồi? Các bạn hỏi đâu? Build. Bạn là Lan Nguyễn Đinh hỏi là cạc màn hình Asus KORTX 3060 Ti 8GB RAM gaming cũng số tiền dài quá. 13.799 con này thế nào shop? 30 bao nhiêu? 3060 Ti. Cạc bao nhiêu? À nhầm, CPU gì? Không, bạn chỉ hỏi con cạc này như nào, ý là em đánh giá con cạc này như nào á. 3060 KO á? Ừ. Được, con 60 Ti nó chưa quan trọng đến mức nhiệt độ cao thế đâu. Khi nào đến 3070 bắt đầu nói chuyện. Con này là giá 13 triệu. Ôi, rẻ thế. 13.799. 3060 Ti. Ủa, chiếm con đấy quá tốt luôn đấy. 3060 là ổn bạn ạ. Nếu mà bạn có nhu cầu mua thì bạn hãy mua luôn đi, múc luôn. Múc kiếm được những kèo bây giờ kiểu mọi người thấy. Bạn Kỳ Phạm Văn Gia bảo là lên Hà Nội Computer thấy có con giáo là con 3060 Ti đấy. 13.799 mà. Thế hả? Wow. 3060 Ti hả? Ừ. Em chưa, dạo này em chưa update giá cạc lắm, nhưng mà em nhớ là nó không đến mức như thế đâu. Có những cái ví dụ anh em bảo 3060 mà bây giờ mua thẳng đúng không thì là có giá đấy đấy, nhưng mà bảo 3060 Ti thì chắc phải đợi cái đợt sale mới có giá đấy được. Tại vì chị tại vì 3060 thường sale lắm thì cũng có đợt là mua tốt lắm là 11 triệu, 10 triệu, 11 triệu. 12. Đó. Giá gần gốc luôn đấy. Sắp có GTA 6 rồi, các anh em chờ đi. Ok, các anh em hãy chờ tiếp giống như chờ thủ, chờ cạc vậy. Không sao. Bạn chờ... Hiếu Nguyên hỏi là có 3060 có gánh được 2 màn hình không? 3060 có gánh được 2 màn hình nhé. Cái card nào cũng gánh được 2 màn hình hết. 2 màn hình 2K. Có cái nào cũng gánh được 2 màn hình hết nhá. Vấn đề là anh em muốn 2K. Chơi 2K. Biết rồi. Em ngồi dùng full, dùng Intel HD Graphics 630, 730 vẫn còn chạy được 2 màn hình cơ mà. Ý là chơi game ở độ phân. Vấn đề là còn chơi game, đúng rồi, chơi game thì anh em đang kỳ vọng vào mức FPS bao nhiêu. Nhưng chắc chắn rằng cắn 2 con màn hình 2K đó. Anh em chơi 3060 không phải chơi được màn hình 2K ở độ phân giải FPS cao đâu. 2060 không chơi được này. Lên khoảng tầm 3070 với những tựa game cao cấp như là Warzone hoặc là Apex nó đã bắt đầu còn không chạm được đến cái mức mà 144 FPS thì làm sao 3060 không thể chơi được đâu ạ. Con nguồn này nó cũng hơi treo lơ lửng. Con nguồn này không treo lơ lửng đâu. Nguồn này là một con nguồn đã gắn rất là chặt đấy. Nó đang có một cái đỡ trệ đây này, đế bế này. Bạn xem xét hỏi là build 5600G có bị hớ không ạ? Không hẳn là hớ đâu, con cạc onboard trong đấy rất là khỏe. Mà đặc biệt nếu mà anh em đang build những con mini ETX mà không có chỗ gắn cạc ấy, con đấy không hề hớ. Tắt Elderling là chỉ cho con 5600G. Đúng rồi, con 5600G chị thấy nào? Chơi được Elderling với... Nếu mà Full HD là được à? À không, đấy là với những cái con cạc với là... À với những con cạc với cả con main các thứ với RAM xịn thì lên được khoảng gần 40 FPS. RAM khoảng tầm 3000 mấy thôi, 3200 vẫn chơi được. Ừ, còn xuống với những kiểu tản stop các thứ thì nó không chơi được. Nói chung là con nó đấy được với những cái tức là nó nói chung là khi mà chạy khi mà chạy với cả những con RAM xịn đúng không? Và những con main xịn, tản xịn thì nó sẽ chơi được khoảng tầm 40 FPS đúng không? 40 mấy rồi đấy. Còn với những cái loại tản cùi này, những cái loại CPU mainboard cùi này, những cái RAM bình thường này thì mức hiệu năng ra khoảng tầm 30 và nhiều lúc tụt xuống 20 mấy. 30 thì không chơi được, lag quá. Nó không đến mức lag quá. Ui dồi, bao nhiêu tựa game PS4 người ta chơi ở 30 FPS là chị chế ấy. Anh chị ơi, i9 cần bao nhiêu watt ạ? Con i9... i9 2900KS, max điện là 256W nha, trung bình. Tính tầm đấy. Ôi, Lê Hữu Cương, xin cái inbox kín anh Hoàng để xin ảnh ạ. Xin ảnh gì vậy? Bạn này có phải là bạn tuần trước chụp ảnh với em không? Thì bạn lên trên cộng đồng ấy bạn ơi. Ở trên đấy chúng mình có đăng ảnh ấy. Đúng rồi, còn Facebook của Hoàng thì bạn vào cái phần gì nhỉ? Bạn vào phần đường link mô tả. Đường link mô tả có link Facebook của mình với Hoàng nha. Link mô tả của các video của trên Hacom á. Bạn Hồ Quang Ngọc hỏi là i5 12600K dùng quạt stock được không ạ? Không nhá. Con này không dùng được nhưng mà nó không nên tại vì nó tương đối là nóng. Bạn Phú Đức Lê hỏi là Nitro 2022 chốc cả ROG Strix cả MUX Strix mà vẫn ăn kìa. Cái gì cơ? Thông tin gì vậy? Không hiểu câu của bạn ấy lắm. Vẫn ăn kìa là sao? Em đang chị nói em không hiểu luôn đấy. Đấy, Nitro 2022 chốc cả ROG Strix cả. À cái laptop ROG Strix này. Chốc cả laptop. Mà vẫn ăn kìa, không hiểu câu nói lắm. Vẫn ăn chặt hay vẫn ăn chơi ăn hay ăn vẫn ăn gì? Nó ghi thế. À bạn ấy ghi thế. Khó ấy. Bạn à, anh Huy Đỗ bảo là bây giờ bên mình đã cho mua VGA lẻ chưa ạ? Hình như là có những mua từ lâu lắm rồi ấy. Cho mua lẻ từ lâu lắm luôn đấy. 4.000 năm trước rồi ấy. Cái gì vậy? Cho mua từ lâu lắm rồi. Chị nhớ là hồi đầu chị mới livestream là chưa cho. Bây giờ thì cho lắm rồi, cho nhiều vô cùng rồi. Thoải mái luôn rồi. Bạn là Quang Anh Lê bảo 10 triệu thì nên build những gì ạ? 10 triệu mua mới hay mua cũ? Vấn đề là thế. Anh em đưa ra yêu cầu phải yêu cầu rõ nha. Hỏi lại lần hai là sẽ bị chậm trễ. Ôi Minh Lê comment gì mà anh Kiên spam luôn vậy anh Kiên? Thái Duy nguồn có xe 550W cân được combo i5 11400F B560G Gaming 1660 Super không ạ? Cân được, thoải mái. Nhưng mà nếu mà để cẩn thận thì nên lên khoảng tầm 650. Hiện giờ thực ra bên mình vẫn còn VGA đó, các bạn cứ lên trang web của Hacom nhá. Cái này nói rất là nhiều lần lại bảo quảng cáo nhưng mà thực ra là mình thấy cái đấy rất là tiện lợi cho người mua hàng, bởi vì là các bạn lên tìm bất cứ một cái sản phẩm gì thì trên website của Hà Nội Computer hay của Hacom đều ghi rất là rõ là sản phẩm đấy có còn hàng hay không. Nếu có chữ liên hệ nghĩa là hết hàng rồi, còn còn hàng thì nó sẽ còn cụ thể là ở cơ sở nào luôn. Đấy, các bạn cứ việc lựa chọn cơ sở nào gần nhà mình là tốt nhất. Bởi vì thực sự là nếu mà không để rõ thì mình cứ phải gọi điện hỏi xem là có còn hàng không, rồi lại còn hàng cơ sở nào, bởi vì Hacom có rất là nhiều cơ sở. Đúng rồi. Kể cả trong nội thành này thôi đã 6, 7, 8, 9 cơ sở rồi. Quá nhiều. Tại đất Hà Nội đã bao nhiêu cơ sở à? Bạn Quang Huy Nguyễn trả lời bạn Quang Anh Lê là đừng mua PC 10 triệu bạn ơi, tiết kiệm mà mua lên 20 triệu chơi cho đã. Đúng. Đúng rồi đấy, nói chuẩn đấy. Đúng. mất công đầu tư thì đầu tư cho tốt, là mình mất 50%, có khi mình chờ thêm một tí mình đã có được những cái trải nghiệm nó lâu dài và nó hay hơn. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy đấy, trong cái này nó còn có cả quảng tản nhiệt VRM ở đây này. Anh ơi, em có thể comment cái gì liên quan đến công nghệ được không? Không là anh kia sẽ block em đấy. Giới trẻ bây giờ chật chật. Giới không trẻ nữa. Nhưng mà chị không tin lắm. Thật. Không ai bằng tuổi anh kia mà để anh Zotaro. Ba 3060 với 3060 Ti à, với 360 Ti, chắc là 3060 Ti hả? Càng nào đáng mua hơn? Bạn Đức Hiếu Vũ hỏi. Theo em là hình như là 3060 đúng không? Bởi vì cái sự tranh lệch. Gì cơ? 3060 và cái gì? Và thêm Ti thôi. Ôi Ti hơn nhiều, đừng shut the fuck up. Ti hơn nhiều nhá. Ti hơn rất nhiều, Ti rất tốt luôn đấy. Ti thực sự là một con rất là tốt luôn. Và đó là sao mà nhiều anh em mua Ti hơn là 3060. À không, anh em bị lừa mua 3060. Đấy. 3060 Ti rất là tốt. Sao lại bị lừa mua 3060? Tại vì là 3060 ấy, họ nghĩ rằng là 3060 với 3060 Ti thì nó chỉ chênh lệch vài phần trăm thôi ấy. Nhưng thực ra thì 3060 Ti thua 3060, à nhầm, 3060 Ti thắng 3060 tầm 20 tới gần 30%. Nhưng mà giá tiền hơn cũng tầm đấy. No, đâu đến mức thế đâu. Đấy, có bạn kiếm được kèo 13 triệu kìa. Thế thì rẻ hơn rồi, chứ đợt trước thì nó cũng hơn nhiều đúng không? Thì nó hơn nhiều. Em bảo là 17, không, 18 triệu. Không. Bây giờ là có cái đợt trước ấy, gần đây nhất ấy, mà chúng ta nói chuyện về cái giá cả mà vẫn đang cao ấy, thì còn đấy là 21 triệu. Đấy. Còn không 3060 Ti 21 triệu, nhưng mà 3060 là bao nhiêu? 18 triệu. Thế là nó hơn bao nhiêu phần trăm? Hơn 3 triệu thì là khoảng tầm 1/6. 1/6 chia ra các kiểu. Ui dồi ôi, đây là 3090. Đây, 3090 phiên bản Rock Văn Switch. Ui dồi, anh em nhìn này. Nó to, nó nạc, nó dày, nó cứng, nó cáp, nó đầy đủ luôn. Cầm mà nặng ở tay, chị Phương cầm vắt đây sao nào. Ui dồi, ui nặng quá. Đau hết cả tay rồi. Đấy. Để chị Phương, anh em muốn chị Phương lắp con cạc vào hay là mình lắp vào cho nhanh chóng à? Em lắp đi. Ok. Rồi xong chuyến nha. Các bạn hỏi chia xong nữa à? Đây còn con cạc nữa là xong rồi. Còn con cạc nữa nhá. Mình bây giờ mới có 8 giờ 1 mà chúng mình đã bắt đầu livestream được khoảng tầm 7 giờ hơn rồi. Là mình lắp 1 tiếng rồi đó. Sao mình lắp lâu đó? Chị nhớ là lắp nhanh mà. Lắp nhanh nhưng mà mình nói nhiều à? Nói nhiều thôi. À với cả mình nói cái phần mở đầu nhiều ấy, nói phần mở đầu mất 15 phút luôn rồi. Ui, tiếc em nói gì mà nói nhiều ấy. Chúng ta mãi mới lắp mà. Kiên Nguyễn không bạn nhé, trời ơi. Bạn ấy hỏi là dùng bộ này có tốn nhiều tiền điện không? Chắc là tốn đấy. Cũng tương đối. Đây vấn đề là con cạc này 400W, con CPU 250. Đấy tính đi. Là cứ cơ bản nữa. 650 rồi. Chưa kể những cái khác. Ồ nhiều quá. 3090 bây giờ bao nhiêu thế bạn Mạnh Đức? Con này là 53 nhá, có những con giảm xuống còn 50 rồi, như thế. Thế luôn. Hình như con này 53, 54 hay 56, không nhớ, một trong ba cái giá đấy. Anh có cần dùng cái của main để đỡ càng. Của main á? Nó cần gì? Con này cũng không phải là. Con này không cần nặng. Không, cái chính là con main board này này, nó có sẵn cái đỡ, tức là cái khe PCI của nó có sẵn giáp rồi. Nên là nó đỡ cạc tương đối. Chị có thấy nó bị trễ không? Không. Con cạc bị trễ không? Không bị trễ một chỗ nào đâu. Nó đến rất là sớm không? Đấy, ok. À, em nhìn thấy nhá. Đấy, cả không trễ này, thế nên là mình sẽ không gắn thêm cái gì vào. Gắn thêm vào nó sẽ bị mất gọi là mỹ quan đô thị một chút, nhưng mà thôi. Bạn Trần Đạt hỏi là cho em hỏi nhu cầu edit video 4K và livestream trong livestream talk show thì build như thế nào? Tiền không thiếu, chỉ cần là đủ dùng. Đủ dùng xây dựng một cái cấu hình đủ dùng thôi. Cấu hình đủ dùng cho edit video, talk show 4K và livestream talk show 12.700. Talk show là kiểu live ngồi nói chuyện với nhau thôi chứ không phải là kiểu chơi game ấy hả? Mà thực ra thì anh em về render ấy 12.700 và 3060 là đủ rồi. Đấy. Còn nếu mà quá đà về gọi là túi tiền ấy thì có thể lên 12.700k và lên khoảng tầm 3070 hoặc là 3080 nếu mà muốn. Còn chứ không thì mình khuyên là nếu mà chỉ một mức gọi là tối thiểu ấy cho cái việc edit đủ đơn giản ấy thì 30 edit 4K thế đấy thì 12.700 là cũng quá là thừa ấy. Nào Hoàng, xin lỗi anh Nguyễn đi kìa. Nào, chị làm như thế là mình sẽ trâu, chị làm như không ai 96 mà để xin lỗi anh Nguyễn đi. Người ta là Weibo. em cũng từng là một Weibo trong một video đấy. À. Ok. Không thế phải anh kia nó phải Weibo nhá. Ok, mình hiểu cái văn hóa Weibo đấy. Chị nhìn Ellen mất kìa. Ok, mình không nói gì bạn cả, không cần nói theo vấn đề đấy nhá. Nói chung avatar các bạn thích để như nào cũng được hết á. Đúng rồi. chúng ta đều mỗi chỉ là bạn comment đúng nội dung của livestream thôi, mọi người đang phàn nàn bạn đang chuyện đó. Trong mỗi còn chúng ta đều có một baby mà. Còn Weibo thì tùy các bạn nha. Bên này có bán máy điện thoại không? Không nhá bạn. Bên mình chỉ bán đa số là linh kiện máy tính thôi. Đấy là một số thiết bị văn phòng các thứ. Ừ đấy, chứ còn điện thoại trực tiếp thì không. Máy tính xong rồi nhá. Máy tính xong rồi. Elon Musk là ai vậy? Ôi dồi ôi, bà chị vừa không biết về Elon Musk à? Chết rồi. Đấy, ý bạn ấy bảo là Elon Musk cũng là Weibo ấy. Ôi, chị biết Elon Musk là ai không? Không, chứ không. Ok, thế chị... chán quá. Em xin lỗi bạn ấy đi, cả bạn ấy đang giận cái chuyện em bảo bọn ấy. Gần đến tuổi vẫn để ảnh Weibo kìa. Không tôn trọng đam mê của người ta. Ok. Một quiz sắp tới rồi. Bạn Trần Hùng Đạt hỏi là cho em hỏi tại sao mấy dòng card giá trung cấp với giá cao cấp như 3060, 3080 giảm giá kha khá. Nhưng mà những cái dòng thấp như 1050 Ti hay là 1650 dù đã ra mắt rất lâu nhưng mà giá vẫn không xuống hoặc là xuống rất ít ạ. Tại vì là những con card đấy nó quá hot, thế nên là nhiều kiểu hàng nó về không nhiều như là mấy con này ấy. Mấy con này kiểu nó sẽ về nhiều, tức là mấy con kiểu 3060, 3070 kiểu ấy nó về rất là nhiều, tại vì là trước đấy đã tồn là một này, thứ hai là nó số lượng sản xuất cao hơn này. Bây giờ chả nhẽ lại bắt chúng nó phải gọi là chạy lại quy trình sản xuất của những chiếc card cũ mềm đúng không? Ai thế? Có nghĩa là như kiểu hàng đấy sắp thành hàng limited rồi. Đúng rồi, hàng limited phiên bản không còn sản xuất nữa hả? À, kiểu okay. Vậy. Xin cảm ơn bạn khu Đỗ Duy à? Rồi, Ân Nguyễn căng thẳng đấy. Vấn đề gì đấy hả Ân Nguyễn? Vấn đề là nói chung là bạn không comment rủ dê mình đi chơi thế thôi. Ở đây là livestream thì mọi người đang bàn về công nghệ. Bạn như thế là bạn sai rồi, nhiều bạn cũng góp ý và chúng mình cũng đã góp ý rồi. Đó. Còn chuyện về Weibo thì chúng mình không nói gì nữa. Không sao ạ, rồi tao rồi. Bên chị có bán phở không? À, cái này mọi người định làm duy nến đấy à? Ừ. Đỏ heo. Phú Đức Lê hỏi là 23 củ đã có 13 thế hệ 13 ý bạn là i3 đúng không? i3 thế hệ thứ 12 cộng với cả 3060 chưa? 13 củ. Để đây nhá, 13 củ. 23 củ hả? i3. Em làm chị lú luôn. i3 12 hay i3 thường? i3 12 đấy. Bạn ấy còn viết là 13 12 nhưng mà chị nghĩ là đó là i3 rồi bạn. 12 bạn ấy đánh nhầm. Thì khó đấy, không được đâu, khó lắm. Tính ra một nửa số tiền là 12 triệu. Vậy nên là anh em kiếm được kéo 3060 giá rẻ thì ok. Nhưng mà cái chính là tại vì là main của thế hệ 12 quá đắt, nên là cái bài toán của mình không cân bằng nữa. À từ trước khi đóng hết tất cả mọi thứ thì chúng ta nên bật trước đã. Bạn là WinTV2710 hỏi là RTX 3050 có ngon trong tầm giá khoảng 10 triệu không? 10 triệu thì nên mua 6600 nhá. Nó vẫn chưa ngon lắm, nó phải thấp hơn tí nữa, tầm 8 triệu. 7.999 nhá. Đây. Thì nó sẽ là ngon trong tầm giá nhá. Bật nào, đây con cạc đã lên rồi. Cạc đã sáng rồi. Là con chip mạnh nhất bây giờ là gì? Thì bạn chờ đi. Trong ca sở. Đấy, bạn chờ đi. Đây lên rồi. Đăng chưa nhỉ? Clip đăng chưa? Đang rồi ấy. Đây. Ô nào test nào xem nó đẹp không nào. Đẹp cái này ở góc kia có lên nha. Ui giời ơi. Logo chưa lên. Logo không lên được tại vì nó là fake ấy, marketing ấy. À vậy à. Nhìn trong marketing quá. Hoặc là có thể nó có một cái sticker dán ở đâu đó. Ok. Thế là xong chuyến nó lên rồi nhá. Xem nào, BIOS lên D6. D6 có vẻ như là bình thường rồi. Thôi mình sẽ tắt máy đi để cắm màn hình lên. Rồi, dọn dẹp đi, chuẩn bị lên màn hình nào. Ok. Teo. Ây da, hay da. Anh em có gọi là recommend, có gọi là thích chúng mình lắp máy tính kiểu gì nhỉ? Hãy comment ở dưới nhá, để xem sang tuần tới chúng mình sẽ lắp nhá. Để xem là anh em đang có sở thích cái gì, có nhu cầu như nào. Thì anh em hãy để dưới comment nha. Và chúng mình sẽ lắp phục vụ cho anh em vào buổi livestream luôn. Mình sẽ gọi là xin, gọi là quỳ xuống rồi không? Xin các hãng này cho đồ để gửi đồ để chúng mình lắp cho anh em xem luôn. Ok nhá. Anh bạn à không? Anh bạn Asus, anh bạn Arok à? Đó, có gì mọi người comment nha, với cả là mọi người chuẩn bị nghỉ lễ chưa? Chắc là mai nhiều bạn về quê nhỉ? Để nghỉ lễ gì đó Hoàng biết. Uầy, chúng ta sẽ nghỉ dỗ tổ Hùng Vương đấy. Năm nay được nghỉ nhiều phết. Nghỉ hẳn một ngày luôn. Đó, 2 ngày mà em không tính nghỉ bù à? Thì tính kiểu nghỉ bù. Thì tính được nghỉ là được nghỉ cả đấy. Ôi em lại bê một mình còn nào chưa rút. Chưa rút nguồn. Không phải chưa rút mà là nó bị vướng ở đây. Không phải. anh điện bảo thể hiện cho anh đấy. Để nguyên dây hả? Hôm nay là anh kỹ thuật chúng mình là đã test. Tầm này mà không lên nữa thì chứng tỏ là con bàn nó ghét em thật rồi ấy. Này không có gì chối cãi là cái này vấn đề tâm không, linh. Không, con bàn này ghét livestream nhá, hôm trước em cắm vẫn lên nhá. Thì nó ghét, ghét live stream, em bật ghét... trong livestream. Không, nó ghét này. Nó ghét xuất hiện trước máy ảnh. Đúng rồi, anh điện bật góc này vẫn lên đúng không? Hay là do cơ địa nhỉ? Do cơ địa rồi. Nặng lắm Hoàng, hai người. Ủa, khiếp. Lôi xinh xách. Lôi xinh xách luôn. Đây, dây nguồn này rồi. Nào, chị Vương unboxing gear đi. Các bạn bảo cây này 150 triệu trông phèn thế. Trông trời ơi, nó có hai cái gần mạnh nhất đó. Cái này 3090 là thôi combo mạnh nhất. À, TI cái chính ý, không phải là 150 triệu là 150 triệu không? Cái bộ máy này ấy, chỉ khoảng tầm 100 triệu thôi. Con màn này 30 triệu này, cái bộ gear này khoảng tầm 10 triệu này. Đấy, tính thế. Thế nên là bộ cây nó cũng chỉ khoảng tầm màn huyền thoại, con màn bị nguyền rủa. Con màn này. Đúng rồi, con màn nguyền rủa chúng ta cùng test nhá. Nào, chị Vương kia bảo là mở bốc, ăn bốc tất cả gear cùng các kiểu. Sao cái hộp này trông nó trông cũ vậy? Lên ra đi. Lấy cái pad chuột ra đã. Sao chưa thấy cái này lên hả Hoàng? Cứ unbox đi đã, xong rồi cắm sau, đợi tí. Đây, bây giờ mình từ đã, lấy dao để unbox. Xin con dao. Ôi, pad chuột. Anh cho bên này đi, cúi xuống. Nó bị ngại rồi, ok. Nó bị ngại trước kính ấy. 2060 với cả i5 12GB RAM 3600 làm việc trung bình cao, ok, được chứ, thoải mái. Đúng rồi, được, đúng là 3090 nó TI nó mạnh hơn, nhưng mà bây giờ chúng mình đang chưa có cái hàng sample đấy nên là chúng mình đành phải dùng con 3090 thường. Nhưng mà ở đây sẽ có con CPU mạnh nhất, đó là con 12900KS. Cái này là để làm gì đấy? Sạc. Sao giống của anh, giống anh Kiên đấy? Độc sạc không, anh Kiên là tuổi gì cái bộ này. Đây là con chuột 3.8 đấy. Đừng đùa với cái rùa. Trời ơi. Đã sạc á, hết pin á. Thế bây giờ không định cho mắt đọc à? Không đọc được, không đọc rõ ràng là không đọc rồi. Đây có thể gì mà. Cái hút. Rồi, mở ra con BlackWidow ạ. BlackWidow à? Cả quá phụ hồng à? Này, con này có phải của cái này của cả mình đúng không? Wow. Không biết nha. Cái nào của cái nào? Cái gì của cái đầu DVI này. Đầu DVI. Cái gì đấy? Đầu che DVI này không phải là của con cá nha. Cái của cái gì? Không biết. Tự nhiên rơi đây ra. Uầy, đây anh em thấy không? Trời ơi, nó sẽ là cái đầu hồng xanh này và đằng trước này của đầu nó USB nó cũng là đầu xanh. Đấy, nó cùng tông. Thực ra con này có loa cần gì đâu anh em Hoàng. Có loa thì kiểu là có gear ở đây thôi, treo nó đẹp thôi. Nhìn test 8K vì combo mạnh mà. Combo này mạnh thật nhưng mà 8K chưa đến mức đấy anh em nhé. Chị lười tạm đóng hộp lắm. Ok, thế lấy cái bàn phím rồi đi. Lấy bàn phím rồi, cái gì cần dùng thì ấy. Rồi, ok, ngật máy nhá. Rồi, máy tính. À không, chị cười mắt chuyện bấm lại nguồn. Chị đang bảo là sao nó không lên. On. Bấm bật, dạ. Ây da. Cho ta một niềm vui. Có nhiều bạn hỏi là đã từng có ai mua con màn này chưa? Theo mình biết thì là này mình không nhớ rõ lắm, cái này phải hỏi các bạn ở bên kinh doanh bán lẻ cơ. Đâu đã cắm chưa? Lại không lên đấy à? Đừng như thế. Ui trời, cái nó sợ ánh đèn à hay sao? Nó ngại ấy, nó ngại. Thế mình ở livestream là mình không cắm livestream đâu, mình không dùng livestream thì nó lên bình thường. Lên rồi. Lên chưa? Ok, ôi sao may quá. Đấy. Sau nhiều lần em ấy cũng đã quen thuộc hơn rồi. Chắc chưa? Đâu rồi? Nó vừa lên mà. Đây. Ui. Windows đây rồi. Bây giờ đến mua PC hay mua laptop? Mua PC nha. Mua PC. Cạc rẻ hơn rồi. Anh em nhìn Trần con Thanh Hậu cạc VGA gắn DisplayPort hay là HDMI vậy ạ? Nên gắn DisplayPort hơn. Nếu mà anh em đang sử dụng đó chính là những màn không cầm đến 8K thì vì DisplayPort bây giờ là DisplayPort 1.4 thì là hỗ trợ đến là theo như mình nhớ là 4K 144 thì phải. Còn HDMI thì phải là 2.1 cơ thì mới hỗ trợ đến mức đấy. Bạn Tấn Dũng Phạm hỏi là nguồn hiện tại 500W thì có cân được GTX 1660 không? Tôi chưa hỏi xong rồi, có rồi. Em biết rồi. Đang để 1440p. Xui ôi, anh em nhìn đây, đây là chiếc bàn phím hóa phụ hồng của BlackWidow. Black là màu đen. Nó có cái gì màu đen ở trên này không vậy? Không. Nó có màu xám. Xám tiếng Anh là gì? Gray ạ? Gray đấy. Rồi, cắm đi. Cộng. Rồi, ok. Thì hãy cùng bắt đầu trò chơi của chúng ta. Hôm nay sẽ test nha, xem nó như nào nhá. Xem là câu chuyện như nào nào. Hãy bắt đầu bằng tựa game Far Cry 5 đi. Far Cry 5 nhỉ? Ok nhá. Far Cry 5 này, để tí mình sẽ đóng hộp lại cái này đã. Eo em ơi, cái USB của bên Razer cũng màu xanh lá luôn này. Ừ thì đã bảo mà, là cái con này nó đồng bộ hết luôn mà, đồng bộ với tông màu các thứ kiểu luôn. Rất là đẹp, nhìn trông rất là xịn, rất là hịn, rất là mịn. Rất là kiểu khẳng định chủ quyền fanboy Razer luôn. Rồi ok. Thì đây rồi, cái tựa game đã lên rồi. Công nhận cái máy này có đèn led các kiểu gầm nhá, led hông nhá, led trần nhá. Nhưng mà cái led hông này em có đổi được không? Tại vì cái màu này nó không được rõ lắm ấy. Nó phải có phần mềm nhưng mà em chưa tải phần mềm về cho nên là led gầm là nhìn thấy rõ hơn. Tại vì bọn mình đang set đèn ở studio khá là sáng nên là cái phần led này nó chưa được ấy, chiều buổi tối thì nhìn nó sẽ lung linh hơn. Trời ơi, cuối cùng em đã lên rồi. Cái thế nhỉ? Chúng ta sẽ có một cái chảnh mạng nghĩa của công ty mình như giờ hơi ấy. Có mạng lên rồi. Clicky quá, đúng rồi ấy. Đây là màn clicky nhá, đây là clicky nhá. Clicky là sao? À, cái bàn phím. Cam 1D, cam 1D. Cam này bị chắn mất rồi bởi em rồi. Hoặc là hai người đứng về cùng một hình phía này, xong rồi đổi sang một cam này. Wow, case bịp rồi. Vô test game, ok nhá, vào option này. Chúng ta cho lên 4K nhá. Video này. Full screen 4K nhá, 144 Hz nhá. Ê 444 này, ok này. Quality Ultra này, bây giờ F5 này. Các bạn đang bảo là logo của Razer không sáng, đúng vậy mọi người. B-boy, B-boy, lừa ơi, scam rồi. À không, nhiều khi tắt hết đèn đi nó sáng ấy. Không thể sáng được. Không. Phản quang à? Ổn đấy. Cái này là cái tivi, không phải là cái nữa. Hello anh Hoàng, nhà em mới mất trộm 25 triệu, em đang có phân vân nên mua 3070 không tua. Em phải cho bé vào không? Chúng ta sẽ phải gào lên đấy mà. Trời ơi nó to quá anh chưa. Không có. À đây đây đây. Trời ơi. Yeah. Quả bím, đúng rồi. Con phím này start dở quá anh em ạ. Anh em xem, anh em nghe này. Start chán không? Eo ơi. Start lọc sọc cực kỳ luôn. Cho em hỏi là B560 của Asus hay là Biostar ngon hơn? Sợ Heaven. Hạt rẻ cười nhất là ok, trung bình ở 4K Ultra thì chúng ta được là 113 FPS. Mức FPS thấp nhất cũng chỉ ở 102 thôi, tức là nice, very uầy, nice. 4K mà được hẳn 100. Nghe thì không đã lắm, đúng rồi đấy. B650 của Asus nhá, chứ không nên mua của Biostar nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thoát cái tựa game này ra và mình sẽ sang các tựa game khác để quẩy. Anh em nào có muốn chơi Valorant không? Em chơi đi. Valorant. Đấy, chị đọc comment cho, em chơi đi. Assassin's Creed. Anh có chơi phím custom không? Mình có đam mê nhưng mà mình chưa có đủ tiền chơi nha. Chưa đủ tiền chơi. 4K là x4 so với cả 4K là hình như là 4 lần so với cả. À nhầm, 8K là 4 lần so với cả 4K, 8K là 4 lần so với cả 8K, 4K. Đúng rồi. Gấp đôi à? Không, hình như em nhớ không phải là gấp đôi đâu. Tức là 8K đúng không? 4K như này đúng không? Thì 8K nó sẽ là xếp một con màn hình, hai con màn hình, ba con màn hình ở đây. Đấy, tức là 4 gấp. Tức là anh em sẽ chia 4 lần cái FPS này ra thì ra là. Nói chung là nó cứ kiểu phải tải hình vuông à? No. Ý là ở đây là tỷ lệ đều ấy, phải là ví dụ em thêm một cái đây thì nó sẽ thành hình dọc luôn. À không không, tức là ý chị em đang muốn tưởng tượng, chị tưởng tượng là đang có 4 con màn này xếp. 4K sẽ gấp 4 lần 2K hay là gấp 2 lần? Không, 4K lại gấp 2 lần, à 4 lần của Full HD. Của Full HD là 1K. Ủa, sao lạ không, Full HD ấy, cái chiều đây nhá, ngang đây như này. Kiểu Full HD là một màn hình, còn 2K là hai màn hình, còn 4K là 4 màn hình, còn tức là nhá, Full HD này là đây là 3800 bao nhiêu đúng không? Nhân với cả 2 bao nhiêu đấy đúng không? Đấy, thì Full HD sẽ là 1900 bao nhiêu đấy nhân với cả 1080. 1920 nhân 1080, tức là 1920 1080, 1920 đấy, thế đấy, nhân 4. 8K cũng như thế, cũng là 4 con màn hình 4K xếp với nhau. Thế còn 2K thì nó sẽ là 2K thì nó là một cái thể loại kiểu dở dở cái lọ này không? Đấy, nửa dương đúng rồi đấy. Ok. Thì nữa Valorant nhá, mình vào cái này test tí. Úi dồi, anh em ơi, chúng ta còn tận là 40 phút để chơi game cơ mà thoải mái. Ôi, đấy, Razer không, rất biết cách. Bạn Phú Đức Lê bảo là trong lúc mà đã cắm gear Razer phát là nó tự tải luôn, vội thật. Bạn Phú Lê bảo là 1 triệu là có thể chơi được phim custom rồi mà anh. 1 triệu phim custom, nhưng mà cái custom đấy chỉ là vỏ nhựa không? Vỏ nhựa này, tab, stock này, phím thì cái switch cũng phải là không phải switch xịn nhất này, keycap thì cũng là thể loại PPT dởm này, mình cũng đang không muốn lại đấy lắm. Hiện bên tại nên này, dùng RAM DDR4 hay DDR5? Bạn Đỗ Minh Tú. Về giá tiền thì vẫn nên là DDR5. À nhầm, về giá tiền vẫn là DDR4 nhầm. Ở đây, đây nhá, 4K này, 24 Hz để thì tăng lên 144 ạ, nice. Cuối cùng cũng đã được kiểu xứng tầm với những cái case mã gì à? Đây là O11 Dynamic phiên bản Razer nhá, Razer Edition nhá. Chúng ta đang ở Ultra 2 này và bây giờ mình sẽ test này nha. RAM bao nhiêu ghi à? Bạn Nam ơi, RAM của con này là 1 GB RAM, 216 GB nhá. Gat yellow là được rồi, nhưng mà gat yellow xong mình cũng muốn loop các kiểu nữa, thế nên là nói chung là hơi mất thời gian một chút. 1 triệu bây giờ tìm case thì chắc là bạn đang nói tới con GK64 đúng không? Hay là cái gì đó 64 mình quên mất rồi, nhưng mà cái kit đây khỏi tầm 550, mua thêm switch nữa 3 hay 4.000 một con nhân với cả 4.000 một con nhân với cả 6 thì tức là 240 ở đâu? 4.000 một con nhân với 64 70 switch đi thì là 280 300.000 rồi. Thêm cái keycap rườm rởm nữa. Không, nhân với cả 70 tức là bản phím được 64 phím. Thì em nhân với cả 70, nhỡ đâu có vấn đề thì em còn gì thêm ấy. 4728. Nói chung là tính qua trong đầu thì có thể là 1 triệu rồi. 1 triệu là có một con bàn phím custom rồi. Nhưng mà đấy là kit chứ nó không phải là mua riêng board này, mua riêng case này, mua riêng switch này xong rồi loop liếc các kiểu. Bạn bảo là PC 15 củ có livestream được không? Đừng thêm vào bọn dây dơ. Bạn Nam PC 15 củ live được nhá. Tết 68. Z Nam bảo là chị nhớ em không kìa. Nhớ chứ. Mình nhớ bạn nhá, chị Phương là không biết. Bạn là một viewer của... bạn là một viewer chân chính của Hacom mà. Ngày nào cũng thấy bạn lên xe livestream Hacom. Ok, xin chào. Tại vì mình có gặp bạn nào ở ngoài đâu, không biết được. Nhìn các con chữ nó xuất hiện là thì phải đấy, biết. Thì đúng là viewer đúng không? Vâng, đúng rồi. Chị Phương nói không, cấm có sai. Chỉ có em gặp bạn Lê Hữu Cương ở ngoài thôi, còn tất cả thì chúng ta đều là viewer hết. Là những bạn ở đây comment để là viewer chứ chưa gặp trực tiếp. Ok, FPS của chiếc máy này ở trong độ phân giải là 4K và mức setting là cao nhất đã được là 75 FPS nha, 4K luôn, quá hấp dẫn. Rồi tiếp theo nào, chúng ta sẽ cùng thử. Chơi game thì màn hình cỡ bao nhiêu Hz là đủ ạ? Tùy các bạn xem bạn chơi còn game. Còn tùy game gì nhá, game ví dụ như là game chẳng như anh AAA hay là game chơi... MOBA hay là game kiểu nhẹ nhẹ cái thứ. Game mà bố. Thấy chưa, đã bảo đừng comment lên tin bị block rồi mà Ân Nguyễn không tin cơ. Mamba và Hyperflux với cả G703 Powerplay. G703 cộng Powerplay nhá. Tại vì không dùng G703 thì có thể dùng G903 này, dùng G Pro Wireless này, dùng G Pro Superlight này, vân vân. G502 không dây này, nữa. Thế nên là anh em không nên chọn phiên bản của gọi là gì hơn, nên chọn cái Powerplay hơn. Bạn QH Gaming hỏi là làm reviewer có bị ngọng, thì có được không chị? Thực ra là không nên bị ngọng, kể cả là bạn làm nghề gì hay là bạn nói chuyện bình thường cũng không nên bị ngọng. Đặc biệt là những nghề liên quan đến nói, tại vì là ngọng có thể là diễn, nhất là từ tiếng Anh, những từ tiếng Anh ví dụ làm sao mà từ gì có chữ N này. Sao em cười ghê vậy? Thôi đừng hỏi em về ngọng nghĩa kiểu. Ok. Đấy, nói chung là kiểu không nên để bị ngọng, nhất là những cái công việc liên quan đến nghề nói. RPG chém chặt lợn nha, 75 Hz đủ rồi, không vấn đề gì cả. Anh ơi, vỏ cây này là vỏ cây O11 Dynamic phiên bản Razer nhá. Và hiện tại thì mạng công ty mình đang rất là dở và mình không thể bật một game nào lên hết. Mình đang không thể bật những tựa game online lên hết. Call of Duty Modern Warfare này để thử bật thôi nha, play này. Xong lại 500 ping, 1000 ping nhưng mà xem. Và các bạn lại hỏi lại vỏ cây kìa. O11 Dynamic 10 triệu là có... Nguyễn Mỹ em Phương... Em bé là... sao bạn hay được? Hả? Vỏ cây. Vỏ cây là vỏ cây O11 Dynamic phiên bản Razer bạn nhá. O11 Dynamic nói thế chịu ấy. Chị ơi, đợi 3090 Ti rồi kết hợp với cả 12900 KS cho mạnh luôn. Chắc chắn rồi, kiểu gì mà nó ra 3090 Ti thì bọn mình chẳng phải làm một clip để review nó. Thì lúc ấy lại phải chọn một con chip tương ứng để khai thác hết hiệu năng thì đương nhiên chắc là con cái. Đúng rồi. Nên dùng card AMD hay là card của NVIDIA? Tùy nhá. Lại tùy xem mục đích sử dụng. Còn không phải chỉ tùy nhá. Giá tiền tầm bao nhiêu? Đấy, mục đích sử dụng là gì? Đó, ví dụ như chẳng hạn là giá tiền tầm 20 triệu. Mình không bao giờ mua 6700 XT. Tại vì 6700 XT rất là đắt. Dòng Kin nó được xếp ngang hàng với cả 3070 về giá tiền, nhưng mà hiệu năng chỉ bằng 3060 Ti thôi. Còn nếu mà ví dụ giá tầm khoảng tầm 10 triệu, 11 triệu đúng không? 6600 và 6600 XT là một những lựa chọn cực kỳ là hợp lý luôn. Bạn Hiếu Nguyễn hỏi là anh ơi, gánh hai màn 2K khác gì với gánh một màn 4K hay là như nhau? À, hai màn 2K và màn 4K. Nếu mà tính ý, thì hai màn lại tính đến độ số lượng pixel phải không? Thì 2000 thôi, bây giờ chị Phương phải tính em đi. Hai cái 2K với cả một cái 4K đây có như nhau không? Để mình calculato cho anh em nhá. Nào bây giờ nhá, nào. Từ từ quit nhá, tạm thời chưa bật Vanguard bộ nhá. Chị ngồi tính nhá. Tí nữa đó, đợi bật lên nào. Nào, 2560 nhân với cả 1440 là 2K là 3 triệu này, 686.600 3.600.860 3.600.000 mình bị ngáo rồi. Trời ơi, 3.686.4 rồi, 3.686.4 nhân 2 là 7.300.000. Ok, bây giờ 4K đúng không? Là 38 bao nhiêu ấy? 38 để từ ra check luôn. 880 à? Nhân với bao nhiêu đấy chị không nhớ. Đi play setting. Đây, 38 40 nhân 2160 nhân 2160 bằng 8 triệu. Đấy, tức là một con hai con màn 2K không nặng như hai con màn 2K chơi hai game kiểu màn rộng ấy cũng không nặng bằng một con màn 4K. Đấy. Chúng ta phải tính toán dựa vào pixel nhân với số lượng pixel. 200 triệu có build được i9 12900KS với 3090 Sli không vậy? Sli 200 triệu Sli. Build được đúng không? Nếu mà anh em muốn có một công nghệ Sli thì chúng ta có thể mua hai chiếc card màn hình và NVLink thì chúng ta có thể là kết hợp hai con card ấy vào và sử dụng được cả hai VRAM. Tức là ở trong 3090 ấy nó sẽ có 24GB VRAM và kết hợp hai cái vào sẽ là 48, rất hợp cho những anh em nào render hoặc là những công việc mà cần nhiều VRAM. 10 triệu laptop học online có con nào không ạ? 10 triệu thì thực ra nó vẫn có, nhưng mà nó thường nó sẽ là chip Pentium ấy. Còn chip mà đầu i trở lên thì tối thiểu thì mình đợt trước mình cũng đã tìm cho bạn mình một cái mua cho em nó ở một cái laptop để học em nó học cấp 3 rồi ấy. Thì thực ra là chả ai mua laptop vì chỉ để mỗi học cả. Đúng rồi, người ta dùng điều khác. Kiểu gì cũng phải vào Facebook, lướt web này, người ta lên YouTube. Đúng không? Thì thôi, thì thêm 1 triệu nữa để có tối thiểu là i3 10.000 đi. Để còn thế này thế nọ và tối thiểu là 8 gram. Tại vì thêm có 1 triệu là các bạn có thể mua với con của HP kiểu 13 inch ấy, là cũng ổn rồi này. Có một chiếc là khoảng tầm 13 triệu, 14 triệu đấy là mới đi modern. Em lại lên cao quá, người ta từ 10 triệu thì mình lên 1 triệu thôi. Thôi lên 14 đi cho nó dùng lâu dài. Thế là 14 thì là dùng ổn rồi. Thì là i3 đời gen 11 nhá. Đừng mua i3 gen 10, xin hứa. Tại vì gen 10 chưa được tối ưu trên laptop. Rất là nóng và hiệu năng thì nó. Thế thì đấy các bạn, đằng nào cũng thế, thì thay vì mình đầu tư nhiều laptop thì mình đầu tư một lần, mình bù thêm khoảng cỡ 20% nữa là các bạn sẽ có một con laptop. Đầu tư một lần dùng cả đời. Và kể cả là thậm chí là các bạn học chỉ là sinh viên học 4 năm dùng con laptop đấy vẫn được. Để nếu mà các bạn chỉ là sinh viên kiểu nhóm khối ngành xã hội ấy, không có DLSS nhiều nhỉ? Em nhớ là có DLSS kiểu cơ, nhưng đâu rồi? Đây, ray tracing không cần này. Particle này. Vỏ cây kia là khoảng 5 triệu đấy. Bạn Dương Nguyễn nhé, vỏ cây này là khoảng 5 triệu. Em đã không biết DLSS đâu. 3090 Ti ra rồi nhưng mà chưa đến Hacom. Thực ra là chúng mình cũng lâu lắm rồi chúng mình chưa check cái web về cái mã này. Tại vì ngày hôm nay là có hàng sample sẵn này thì chúng mình dùng ấy, nên là chúng mình chưa check xem là nó có về chưa. Thì các bạn cứ lên trên web của Hacom, có khi nó về rồi mà chúng mình chưa kịp cập nhật thông tin ấy. Tại vì cái phần thông tin hàng về này thì các bạn ở kho với cả kinh doanh bán lẻ sẽ nắm rõ hơn bọn mình. Chúng mình chỉ trên văn phòng thôi. Đấy. Đúng rồi, Pentium nó, bạn Hải Nam bảo là Pentium nó yếu lắm, thằng bạn em nó nuối tiếc khi mua một con laptop dùng chip Pentium. Đúng rồi bạn, đừng mua Pentium. Ôi thế bạn phải nuối tiếc hơn cả mình, hồi trước mình còn được dùng con CPU Intel Atom cơ. Là trước cả Pentium mà. Nó còn cùi hơn cả Pentium. Trời ơi, Pentium máy mình dùng Pentium thôi mà mình đã thấy là mình không thể mở được hai cái cửa sổ Windows cùng một lúc. Hai cửa sổ Google Chrome mà mỗi bên chỉ khoảng cỡ 6 đến 8 tab thôi. 6 đến 8 tab thôi. Ui anh em ơi, 6 tới 8 tab mỗi cửa sổ Chrome là những công việc vô cùng nhẹ nhàng. Là khoảng cỡ 15 tab. Đúng rồi đấy, 15 tab Chrome là những công việc vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng mà chị để full đấy, xong một lúc sau Facebook vào lag kinh lên được luôn, lại phải tắt đi bật lại. F5N là không được luôn đấy. F5 có tác dụng gì đâu. 23 triệu cạc với CPU gì hợp lý à? 23 triệu thì là 6.600, hoặc là nếu mà anh em kiếm được kèo 3060 giá rẻ hoặc 3060 Ti giá rẻ thì tầm đấy nhá. Dưới 13 triệu mà mua được con 3060 Ti quá ngon. Và tiếp theo nữa sẽ là con i3 16GB RAM, ổ cứng 256 và các nguồn các thứ kiểu như cái gì tiền anh em còn. Bạn ấy chỉ hỏi mỗi card với CPU thôi mà, thì chắc là bạn ấy có những cái, bạn ấy sẽ có những cái option thêm cho cái công ty mình. Cứ đến khoảng tầm tối tối này mạng kinh khủng khiếp luôn. Rõ ràng là buổi chiều nhá là đã test cái bộ máy này rồi, vào được game các kiểu rồi, chơi rất bình thường, ban ngày em chơi rất bình thường đấy, và test thử LL và la Valorant. Máy chị cũng lắc được. Nhưng mà đây là dùng mạng dây mà chị dùng mạng wifi. Vấn đề là chị dùng mạng wifi trên máy tính bàn hay là đang nói là máy điện thoại chị đã không lướt được. Máy tính bàn đúng không? Máy tính bàn nữa thôi. Tại máy chị lag rồi, chứ đâu phải là do cái gì đâu, do wifi đâu, do mạng đâu. Máy chị lag chung thôi chứ không phải là do wifi. Này hình như là nó đã xuống cấp, hồi chị mới vào nó không đến mức độ như này, nhưng mà một tháng gần đây nó xuống cấp hơn. Xem xét bảo là mua PC 5600G 19 củ có hớ không? Hơi hớ đấy, thực sự là hơi hớ đấy. Tại vì con đấy là có 5 triệu, khoảng tầm 5,5 triệu, gần 6 triệu gì đấy. 19 củ cơ. 19 củ. Sao lại tận 19 củ á? Mà anh em build thế là hơi sâu. Build thế thì có vẻ như là anh em sẽ có dự định là nâng cấp lên khoảng tầm 5800 X 3D. Đấy, 3D cái gì đấy. Cái con đấy thì chơi game rất là tốt. Theo như một số gọi là thông tin được gọi là hở ra ấy, thì con hở đấy ra. Chơi bị leak kìa. Chơi đi. Nhầm. Custom à? Custom này cả đấy đây. Ngã đâu. Đây hiện tại thì mình đang để ở chế độ Full HD, Full HD. Và lều đi. Thì hiện tại là mức FPS đang rơi vào khoảng tầm. Rơi trên đầu em kìa. Trời ơi. Và lều đi. Náo này. Đang không có giáp. Đâu rồi? Đâu rồi các bạn? Xin chào. Em không lấy giáp đi à? Không có giáp, không thấy, trời ơi. Chứ em cũng định em lấy. Bắn chết bạn kia chưa? Bắn chết thằng kia rồi. Đầu ấy. Em đang không có loa lủng thì sao không nghe tiếng gì nhỉ? Rồi giời ấy. Bạn Trần Anh Hậu hỏi là tại sao người ta hay chọn 12600K thay vì là 12600KS? À KF à? Tại vì là mọi người sẽ có một cái ưu tiên là mọi người sẽ thích có eGPU hơn, để nhỡ đâu có trường hợp gì không? Nhưng mà có vấn đề gì? Rồi. Có cạc không? Vấn đề là nhỡ đâu có những trường hợp gì người ta vẫn cần ấy, chị hiểu không? Có nghĩa là mặc dù có cạc nhưng mà nếu mà những cái CPU có tích hợp cạc onboard thì nó vẫn tốt hơn đúng không? Ôi dồi gì à? Ôi dồi gì hả chị? Sao chị? Chị kêu hộ kia mà. Ok. Gì nhỉ? Tại sao ví dụ như chẳng hạn như rất là nhiều những trường hợp mà em với cả anh Kiên Nguyễn ạ, anh bạn à. Rất nhiều trường hợp mà em với cả anh Tuấn Anh được cứu thế bởi chiếc card onboard ấy. Tại vì sao? Tại vì là bọn em có cái con card onboard này để gọi là có thể chỉnh được PCI cái thứ, chứ không thì ói rồi đấy. Nói chung là càng nhiều càng quý. Rồi, có ai chê đâu. Bao nhiêu FPS vậy ạ? Hiện tại nó đang là hơn 200 FPS bạn ạ. Nhưng mà từ em đang chưa chỉnh lên max setting. Tức là không phải, em đang để render khoảng tầm đây 100 nha. Ok, đây mới thực sự là 4K, đây mới thực sự là 4K này. Còn vừa rồi là đây, mọi người xem lại nhá. Sau khi mà Hoàng đã chỉnh về gọi là Đỗ Văn Giải là 4K với mức setting là cao nhất à? Đây, trên chiếc mainboard khá là cao cấp như này thì chúng ta đang boost ở mức ở trong chơi game nhá là khoảng tầm 5200, cũng khá là cao so với một chiếc CPU. Đó. Có QH Gaming bảo là i5 10000 với cả 3070 hơi có nghĩa là chắc có một vòng tại tựa game, ví dụ như bạn Apex Legends chắc chắn nó sẽ có. Ui, có cả bà sơ này xịn đấy. Bạn Nguyễn Mỹ Phương hỏi là eGPU có tốn RAM? eGPU tốn RAM á? eGPU tốn RAM chứ, chứ không nó lấy RAM ở đâu. eGPU chắc chắn tốn RAM. Không nó lấy RAM ở đâu. Nó lấy RAM bởi RAM. Bạn đâu rồi, bạn Bảo Coder hỏi là tại sao máy văn phòng đắt mà lại yếu hơn laptop gaming vậy ạ? Còn tùy nhá, bởi vì ví dụ như có một số máy văn phòng nó kiểu nó nhấn mạnh vào cái kiểu bảo mật này, kiểu như là chất lượng build này. Những cái con mà văn phòng kiểu full kim loại, xong rồi bảo mật tốt vân tay rồi Windows Hello, xong rồi nó có ngoại hình mỏng nhẹ, đẹp, gọn. Đó, thì cái này mất cái kia. Thì thực ra nó cũng sẽ đắt hơn những cái con gaming kiểu là ok, nó sẽ bù cho cạc rồi, ví dụ 1660 Super. Xong rồi bạn sẽ có một cái kiểu máy rất là dày này, xong rồi chất lượng build thì tương đối là ọp ẹp bởi vì bằng nhựa. Đó, nó là ở những cái điểm đó. Một phần không biết là bạn đang nói là kiểu là laptop hay là máy tính bàn. Đang không biết là nói về cái gì. Chị nghĩ là laptop. Em nghĩ tại là sao đang nói về máy tính bàn ấy. Đắt mà lại yếu hơn laptop. Máy văn phòng đâu có đắt hơn laptop gaming. Nó không thể đắt hơn. Ui có chị ơi, chị thử nhìn vào XPS đi, dòng XPS đi. Ui dồi ôi. máy dòng văn phòng siêu đắt luôn. Ví dụ như em đang bảo là máy bàn đúng không? Desktop đúng không? Ừ, tại vì giống desktop như kiểu mấy con desktop kiểu bây giờ mình gọi chung chung đi, desktop văn phòng người ta hay nói đến những con máy đồng bộ. Ừ đúng rồi. Chứ có máy đồng bộ kiểu rẻ rẻ 90 triệu cũng có à. Nhưng mà vấn đề là làm sao mà laptop gaming có giá đấy được đúng không? À không, đang so sánh laptop gaming ấy, bảo laptop gaming ấy hả? Ừ, bạn ấy bảo là những con máy văn phòng đắt hơn laptop gaming thì chị nghĩ là nó sẽ là laptop văn phòng chứ còn thực ra mấy con máy văn phòng nó đắt hơn gaming nó không có nhiều đâu, nó không phổ thông ấy. Đâu rồi? Ô, đồng đội đang ngoài vội ấy, đồng đội xin ấy, đồng đội cun ấy, đồng đội giết hết đấy rồi. Đây, tao cứu. Để tôi cứu bro. Chị Vương tiếp đi. Ôi dồi ôi. Anh chơi Far Cry đi. Ok nha. i5 12400 iGPU thì tốn bao nhiêu RAM ạ? Hỏi khó thế. Setting có thể setting được mà. Anh em nên check setting các thứ kiểu. Chứ mình không thể nói là chắc chắn là tốn bao nhiêu. Tự thể bao nhiêu được, khó. Có đây nhiều đồ ấy. Cái này là em chơi kiểu co-op là 2 người. Co-op em chơi squad. Squad 4 người. Co-op là 2. Thôi, kệ đây. Không nha anh Nguyễn nha, em tiếp tục là block tiếp ấy mà ăn ủi ở đấy à? Ở đấy mà ăn ủi, em ơi thính kìa. Có phải thính không? Em không biết rồi. Ôi đợi đi. Đó là em. Ôi chết. What are you doing? Cư xử thế là đúng rồi đấy. Em đang không biết, em tưởng là cái này nó có thể như thế được. Em quỳ xuống đi, xin lỗi đi. Nó đâm em đấy. Đúng rồi đấy, nó đâm em đấy. Ok, đi đây bạn ơi. Bắn phát vào đầu nữa. Kìa. Ôi, bạn đi chiến đấy. Okay. À đây, nói chưa quên mất không nói FPS đấy. Thì con CPU này đúng không, đang cũng khoảng tầm 7 mấy 8 mấy này. Con card màn hình chúng ta đang chạy ở mức tối đa, tối thượng luôn 100 FPS ở trong tựa game Warzone này mà ở 4K là cũng khá là ấn tượng đấy, thực sự rất là ấn tượng luôn. Nhiệt độ thì mát, có 6 mấy thôi. Ừ, với một con CPU to như này mà cả hai cả cạc luôn. Cả CPU thì nó nhảy lên 8 mấy. Thì thẳng thôi. Kiểu rất là không hiểu ra gì mà nó nhảy đến tận đấy. Cũng chịu luôn ạ. Còn FPS chúng ta đạt được em mức FPS ổn định khoảng tầm 100 và không bị tăng tụt các kiểu cả, rất là may mắn. Tương đối là ổn định. Có máy bay chưa tăng kìa. À. Bro, đây với. Ok. Không cái ra đảo về luôn rồi. Một đồ á, mình đang có tiền không? Mình đang có bao nhiêu tiền? Lâu lắm mà mình không chơi Warzone, nó ở độ phân giải nét như này. Bạn Sơn Nam hỏi là tản All in One của ID Cooling tốt không? Thấy giá khá rẻ, sử dụng dễ bị giò nước. Gió nước thì không đến mức thế nhưng mà kiểu nó sẽ bị cắt giảm về các mọi thứ ấy. Ví dụ như là thay vì là cái block đồng thì nó là block nhôm này. Bạn em lái xe sợ quá. Sợ thật. Ngã chết. Tầm đội em chỉ có 2 người thôi. 3 2 người. 4 người mà. 1 2 4 này. Mấy người lái xe thôi. Chúng nó đang ở lại. Đấy, bạn đang đi kiểm thính hay sao ấy. Nhèo. Bạn em đi xe chiến quá. Xong có địch đứng lại ở đây chết dở luôn đấy. Kiên Nguyễn anh bạn à. Thấn. Sao thính nó mãi chưa rơi như vậy? Nó đang thả ở đây sao? Lâu quá vậy, nhiều thính đấy. Thính ở everywhere. Cái map này to lắm. Ôi. Thằng này lái xe ô tô sợ ấy. Lái rất là lụa nhá. Lái quả UAV sợ đấy. Bạn em còn... Đấy, bạn em lái chiến đâu. Ua gấp vậy. Ôi sao? Đỉnh chưa? Ôi, sao bạn em nhảy xuống? Kìa bạn tôi. Ảo thật đấy. Thế thì EK All-in-One có tốt không? Tốt chứ, đây là EK All-in-One đây và nó đang cân được i9-12900K rất là tốt này, KS nữa không phải là K nhá. Nhiệt độ rất là mát mẻ, chưa đến 70 độ C nha. Đây là cái gì rồi, đây là em đang tự khiến mình bị gọi là bị giết. Em khiến mình tự bị giết. Tức là mọi người sẽ đến để giết em, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà mọi người không giết được em thì em được tiền. Thế chứ. Có nghĩa là kiểu mọi người sẽ nhìn đến kiểu vị trí của em đúng rồi. Thế là em sẽ đi cùng thằng này để cho thằng này cũng bị giết cùng. Thằng này vẫn không hề biết điều đấy. Nó không biết rồi. Và nó sẽ lái xe cho em chết trước. Ôi, bạn ơi, từ từ bạn ơi. Anh bạn à. Ôi nó đến luôn là vội ấy. Nào, ai bảo em. Ôi, kìa. Ôi mày bay ra kìa. Bro, ôi, bạn bro. Bro chạy rồi. À chứ đây là sọt khăn mà không phải là súng bắn nữa. Yo. Chạy đi. Từ từ bạn ơi. Kìa, cứu em kìa. Ok đi bạn. Tốt vãi trưởng, sao lại đi về đấy? Ôi kìa thôi. Bạn em máu thực sự luôn ấy. mấy thằng láo này. Kìa, kìa. Ôi, ơ kìa. Đấy em chỉ có bắn thôi, còn lái cứ để bạn em lo. Em đổi súng hồi đã ra không phải đến cầm súng này, em nhầm lẫn rồi. Trời ơi. Sai là mồi xâm lai rồi. Ôi trời đến nhanh rồi đấy. Em vừa mới nhặt cái con xác phát mà chỗ nó đến luôn đấy. Vội hật. Thằng này nó còn đang không. Ô như thằng đuổi. Thằng nó còn đang không hồi khiên, nó cũng đang ối khiên này. 1 phút 45 giây nữa. Ô. Ôi thôi. Ôi thôi. Ôi thôi. Sao vậy? Ôi thôi. Ôi thôi. Ôi thôi. Sao lại thế? Em không biết nha. Chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy? Chúng ta không biết nha. Ui giời. Ói. Ơ, các màn hình các kiểu các thứ. Anh là bị sao ấy, anh vừa lót cái gì anh? Bị crash rồi. Bị. Ây à. Thôi, cho thằng bạn mình tự xử lý vậy. Chúng ta hãy cùng khổ thân bạn em nhé. Đã kiểu quay lại để cho em bắn đấy. Để trong khi bạn em không hề biết cái điều mà kêu gọi địch đến chính là tại em. Bạn em rất là hảo bạn đấy. Bạn Đức Hiếu Vũ hỏi là anh ơi cho em hỏi 3060 Ti LHR thì LHR là gì? Là giới hạn đào coi. Low hash rate là có mức đào coi thấp, có mức độ đào coi thấp. Low hash rate. Cái này bình tĩnh. Rồi xong. Sao bị cứ Vanguard bị crash nhỉ? Ôi anh điện cài hay là anh điện để làm bật lại? Chắc chỗ đây, xua kéo chỗ đây. Khởi động lại em đã bị chết là chắc rồi. Hoặc là bạn em đã lái em qua trận địa rồi. Biết đâu. Em thấy nó thấy em đang xuất khỏi server rồi. Đang xuất khỏi rồi. Đúng rồi, hạn LHR hạn chế là coi nhá. Dũng Khương Văn bảo là 3 giờ khai trương 2 cơ sở mới vẫn có khuyến mãi. Vậy và không khuyến mãi gì? Trong tháng 4 này sẽ có khai trương 2 cơ sở mới, Bắc Giang này và một cái Hà Đông nữa. Đó và những chương trình sale thì anh em phải đợi thôi, chúng mình không thể tiết lộ được. Và nhưng mà ấy, chắc chắn là trước khi mà chúng mình đi khai trương thì chúng mình sẽ có một livestream để nói về những chương trình sale để anh em đến và mua nhá. Với cả chắc chắn là chúng mình sẽ lắp máy. Nhỡ đâu phải không? Nhỡ đâu có những kèo 3060 3060 Ti lên khoảng tầm 10 triệu, 9 triệu sao cũng sợ nhờ. Nhỡ đâu. Nào, mình không hứa gì với anh em nhá. Mình không hứa gì với chị Phương nhá. Chỉ hy vọng thôi đúng không? Đúng rồi. Nhỡ đâu nó lại có kèo ngon như là 570 giá 2 triệu thì sao? Ôi dồi ôi. Người ầm ầm đến với cả Hacom Bắc Giang, người ầm ầm đến với cả Hacom Hà Đông. Chả hiểu sao gọi kia là bạn, gọi chị là chị. Bruh. Bây giờ PC cùi bắp nhất có cạc VGA để cốt và chơi ETS 2 là game gì ấy? Khoảng bao nhiêu tiền? Cùi nhất có thể. Tối thiểu đó. 10 triệu thì hơi ít, 15 triệu. Có cạc 15 triệu ít nhất cho mình. Cái chính là tại vì bây giờ cái mức giá của những chiếc cạc tầm thấp ấy nó vẫn đang thấp, nó vẫn đang cao á. Mấy con cạc thì vẫn 5 triệu, 6 triệu ấy. Mình thấy nó vẫn cao á. Nếu mà ngon hơn thì sẽ là hy vọng nó sẽ giảm giá được. Các bạn Đức Hiếu Nguyễn hỏi là nếu mà hạn chế đào coi thì có ảnh hưởng gì đến cái gọi là hiệu năng làm việc của chơi game không? No, nó chỉ là một cái thuật toán ở trong cái tức là nó thuật toán ở trong cái cạc ấy. Khi mà anh em đào coi nó phát hiện ra là anh em đang đào coi đâu, nó sẽ giảm hiệu năng của những cái gọi là những cái VRAM của mình xuống vân vân. Đó thì nó sẽ không ảnh hưởng tới chơi game đâu. Chỉ khi nào phát hiện là đang đào coi nó mới thế thôi. Bạn gì mà cứ webcam chat gì đấy ấy. Bạn Tô Hoàng ơi đừng làm tôi giật mình nhé, 3060 Ti mà 10 triệu thì đập đầu vào tường. Nếu mà có kèo đấy chắc chắn là mình đảm bảo nhá. Hacom nếu mà đúng rồi. Ui rồi mọi người xếp hàng luôn, ngủ như Mr Bean luôn. Đây. Hồi ở Bắc Ninh cũng thế mà. À, đúng rồi. Bắc Ninh cũng có mấy cái kèo rẻ nên là mọi người xếp hàng sớm. Laptop văn phòng ngon nhất tầm giá 13-14 thì có thể nhắc tới đó chính là chiếc mới đi modern. Nếu mà anh em nào là nữ phải không? Đấy, thuộc giới tính nữ thì anh có thể mua cái đấy, nó nhìn trông khá là nhẹ nhàng, khá là đẹp đẽ. Còn nếu mà không thì có thể tư vấn cho bạn chiếc VivoBook cũng khá là ngon. Cái laptop Lenovo, cái con Lenovo ấy mà Slim ấy, iPad Slim ấy cũng rất là ok nhá, nhưng mà giá nó khoảng tầm 15 triệu. 15 triệu thì chúng ta sẽ có cả sạc cổng Type C nữa. Nếu mà anh em có gọi là cảm thấy ok về việc đấy, mình đã suýt tìm mua con đấy, nhưng mà mình nhận ra rằng là niềm đam mê về máy tính bàn của mình là trên hết, thì là mình không giờ mua. Là bất diệt đâu. Ôi giời ơi, tại sao nó đây ơi được rồi. 2060 10 triệu thôi rồi luôn, giá hấp luôn đấy, anh em sợ luôn đấy. Game gì Valorant? Oh no. Ôi giời ơi, oh no, đợi tí nhá. Mình vào cái này là tại vì là không có TPM 2.0. Nên là bây giờ mình sẽ vào bài BIOS một chút và mình sẽ bật game lên. Ok nha, đợi mình nha. Đúng rồi. Đào coi không giới hạn mức VRAM xuống thôi. Đào coi không cần VRAM. Đào coi không cần VRAM thì chúng nó mua những cái card màn hình có nhiều VRAM làm gì. Làm là sao đào để... coi cần VRAM nên là những cái LHR nó cần VRAM nha. Đang tưởng là no cần VRAM tức là không. Làm sao để tăng tốc độ đọc của HDD? HDD nhìn ở đây không hề nhìn thấy mấy cái led gầm với led nền bị tắt hết rồi. Vừa restart máy mà. Nhưng mà ấy, em đang cắm ở chiếc cắm ở cạc ấy, xong nó không vào BIOS, nó lại vào thẳng với cả gì luôn ấy. Nó vào thẳng với cả Windows luôn chứ nó không vào BIOS. Lạ thật. Thế này sao mà vào được? Không rảnh nha, không rảnh nha. Không thì không vào được. À đây, từ từ, tắt máy đi, vào BIOS được, đợi tí. Đằng sau này là con main rất xịn đúng không? Nó sẽ có nút reset BIOS. À không, BIOS flashback thì không được rồi. BIOS flashback là quay trở lại ký BIOS trước, không được. Cái này không được. Điều khác vậy. Thôi, tí nữa mình lại vào Warzone tiếp nhá. Mình đang thấy chơi vui vui. Mình đang muốn vào Valorant một tí. Rồi ok, thế test thêm một game nữa nhá. Con màn bị sida rồi, đâu phải tại con màn đâu. Không phải con màn nhá, tại cái máy nhá. Bên Hacom còn RX 550 không? 550. 550 quá cũ rồi, mình không còn đâu. Chúng mình đã qua cu rồi. Ân Nguyễn bao nhiêu tuổi? Xin cái chứng minh thư ạ. Xin bạn cái chứng minh thư ạ. Chứng minh thư. Jotaro. Lâu lắm không thấy Zoro. Lâu lắm không thấy ấy. Chắc các bạn đã đang bận ôn thi rồi. Đúng rồi, bận ôn thi rồi. Kiểu trường chị cũng đang thi. Kuzo Jotaro là một nói không với Shopee. Nhà. Tại sao là thế? Kinh Ngô mua sắm Shopee mà. Tưởng Weibo học. Nhà không. Cái nhân vật 7 viên ngọc rồng là không phải Weibo. 7 viên ngọc rồng thế có phải Weibo không? Chị không biết về cái mấy cái đấy đâu. Ok. Chị có đọc truyện tranh bao giờ đâu. Bạn Ân Nguyễn là đừng nói chuyện với chị Phương nha. Thật luôn, mình chưa đọc Doraemon với cả cái gì mà thám tử ấy nhỉ? Conan thì chưa đọc một quyển nào luôn, thề hứa không đọc nổi truyện tranh. Ok, chị đọc chị không, chị Phương nhá. Chị Phương nhá, không đọc được truyện tranh, không xem được phim. Xem phim thì phải xem là review phim chứ không phải là xem phim thật. Ok. Này, tôi vẫn xem phim, còn những cái phim nào mà tôi không quan tâm thì tôi xem review cho fun vậy, fun vậy. Hãy đừng nói. Này, những phim nào hay chị vẫn xem mà. Đừng nói nữa bro. Chị vẫn xem mà, có phải là chị chưa bao giờ xem hết bộ phim mà chị toàn xem review đó, em nói thế là sai rồi. Em sai rồi. Bạn Zoro Noro chăm chỉ đấy. Tuổi thơ chị còn đâu, chị không có tuổi thơ mà. Tuổi thơ chị toàn xem phim Trung Quốc. Sự thật là như vậy. Không hề xem hoạt hình, không hề xem Conan các thứ. Thế chị xem Na Cha. Na Cha. Đây không. Do khác biệt vùng miền á, mình ở Tây Bắc mà nên là mình không có về cái văn hóa đấy. Ở trên đấy họ cũng không đọc nhiều chuyện Conan các thứ đâu. Họ sẽ... Ở cái khu vực đấy có kiểu nhà sách, các kiểu nhà sách phương Nam không? Đương nhiên là không rồi, ở thành phố mới có, chỉ đâu ở thành phố đâu. Có chứ. Mắc khén là cái gì? Chỉ biết có mặc hạt rồi thôi, không biết mắc khén. Quên rồi. Con Legion 5 đáng mua không có nha, nhưng mà không phải bây giờ. Tại vì bây giờ nó hơi cũ rồi. Nên đợi một chút nữa. Tuổi thơ không có tuổi thơ, đúng rồi, tuổi thơ của mình toàn phim Trung Quốc thôi, buồn ghê. Chị chỉ xem phim 3.0 thôi. Đúng rồi, xem phim về sát nhân. Xem phim trinh thám. Em xem hết màu chưa? Chưa xem hết. Tại em ở nhà không xem phim rồi. Tại vì hay cuốn thế mà không xem. Nhà bao view. Ok, ở đang mức ở một setting là cao nhất rồi nha. 2S của 2S nha, 4K của 3K nha. Ok, benchmark Doraemon. Ngày xưa nhớ phim hoạt hình xem mỗi phim của cái con bé có cái này là gì? Maruko à? Nhật Bản ấy, xem mỗi cái phim đấy. Con bé có cái gì đấy của cái gì đấy. Có cái mái này này, Maruko ấy. Wow, chúng mình biết rất nhiều về Maruko ấy bạn ạ. Em không biết luôn à? Đấy, phim đấy chị xem mỗi phim đấy. Ngày trước các bạn trẻ của em rất thích siêu nhân này, em không thích xem siêu nhân lắm. Kiên Nguyễn đợt này không thấy review chắc lên làm sếp rồi thì phải. Kiên có bao giờ review đâu nhỉ? Đúng rồi, anh Kiên chỉ làm sếp hình rồi. Anh Kiên chỉ quay TikTok. Đóng TikTok rồi, đúng rồi. Chưa có bao giờ lên kênh YouTube đâu. Ở đây, vâng, mức FPS chúng ta đang rơi vào không trung bình khoảng tầm 92 FPS. Và trong lúc này thì mình sẽ tạm ngừng bài này và mình đã quên mất không bật FPS Lens. Không bật các frame. Nice. Bạn Quang Anh Lê hỏi là 5 triệu thì mua được card gì? 5 triệu mua được 1050 Ti hoặc là 1650. Giờ sao không lên cái đấy nhỉ? Bạn Huy, anh Huy Đỗ hỏi là em định làm con i7 12700F 3060 Ti thì main B660 có ổn không ạ? 12700F đứa B660 ổn, không vấn đề gì cả. Hacom cho hỏi là Tomb Raider không lưu được game sau mỗi lần chơi là bị lỗi gì thế? Lỗi về khu vực lưu game nha anh em nhá. Anh em vào check xem là kiểu search trên mạng là Tomb Raider save folder và anh em check trong đấy xem là nó có bị vấn đề gì không, hay là anh em có bị tự động xóa hay cái gì không. Đó, check nhá. Ok, mức nhiệt độ của con cam hình chúng ta đang ở mức có mỗi 59 độ thôi, rất là mát. Con CPU cũng thế, chỉ dụng khoảng tầm có mấy phần trăm, 10%. Ui dồi ôi, con CPU nó quá khỏe đến mức mà con cạc này còn không thể nào làm khó được con CPU này. Với tựa game cũng không thể làm khó được cả. Dùng có 10%, 11%, 12%, 13%, 14%. Đấy. Và mức nhiệt độ... Tại sao FPS nó chỉ lên được con này? Tại vì là con cạc đấy tới giới hạn rồi, limit rồi. Thế con này phải 3090 Ti. Đúng rồi, thì nó sẽ thêm được khoảng tầm mấy phần trăm FPS. Vậy? Ừ, tại vì con nhiệt độ mát rười rượi. Mát rười rượi luôn. Cả cỡ mát. Genshin Max Setting 2K thì chơi với cạc gì? 2060 là được rồi. 2060 tầm 1660 Super được rồi. Tại vì Genshin không phải là game quá nặng đâu. Trừ khi anh em chạy kiểu la hoàn các thứ. Hoàng cũng là một game thủ chơi Genshin, chơi cày quốc tháng trời, 2 tháng trời chưa? Ôi, đầu phết rồi đấy. Em chơi từ năm trước rồi. Vẫn chưa xong, nó không thể phá đảo được. Uầy, anh em vào trong comment bảo là chị Phương xem mình tựa game Genshin có bao giờ là xong không? Có bao giờ là hết không? Nó là game kiểu giống như game giống như game League of Kings chị ạ, game cày quốc à? Ừ, đúng rồi đấy. Chứ không phải là game kiểu phá đảo à? Đúng rồi, chứ không phải game phá đảo không? Chòm. Chúng mình sinh nhật Ân Nguyễn, nhưng mà hôm nay mùng 8 rồi mà. Yo yo yo. Khả bạn Thông nói mình mắt mình cận 5 độ ạ. Ui da. Anh chị ai chơi Warframe không? Warframe mà mình suýt thì chơi Warframe nhưng mình không chơi. Mình chả chơi game gì cả, mình không đam mê game. Chán thật đấy. Mình không có máy tính. À thực ra máy tính của chị là máy tính gaming mà. Đúng rồi. Không nha, Aspire 7 không phải máy tính gaming nha, nó chỉ là máy tính văn phòng có cam hình thôi nha, không được khinh bỉ máy tính gaming này nhá. Thế á? Nó không được xếp vào dòng gaming nhá. Đúng rồi. Gaming giá rẻ. Không. Gọi nó là chơi game được thôi chứ không gọi là gaming nhá. Thế gaming giá rẻ bao nhiêu tiền? Gaming giá rẻ khoảng tầm đấy, tầm bắt đầu từ 20. À kiểu màn hình kiểu 144 Hz này. Xong rồi. Con của chị là 60 Hz à? Ừ, con chị 60 Hz. Ừ, hình như chị nhớ năm nay nó có ra phiên bản 144 Hz rồi đấy. Ừ. Ok, mới đi được có 3 nước. Hiếu Nguyễn bảo là Aco 3098 ngon không? Ngon nhá, ngon. Đâu nhỉ? Hình như mình đang có một con ở đây. À không, ở đây là 3084 anh em ạ. Nhưng mà rồi, cái con chuột bây giờ một giây nữa là xịt rơi rồi, oh my god. 3098. Nói chung là Aco thì chất lượng nó sẽ là không phải là tốt nhất nhưng mà nó là một trong những loại khá là tốt trong những loại preview đúng không? Anh em... đây hỏi là trong tầm giá đấy thì có... Con đấy là được rồi, mình thấy Aco thế là chuẩn rồi, mua con đấy được rồi. Mua cái loại mà mới đã được loop chưa nhỉ? Đã được loop stabilizer chưa? Chưa, ôi, có vẻ như là phím cách nó sẽ nhẹ như này. Đây, sau khi mà render xong chúng ta sẽ có FPS trung bình là 86 FPS ở độ phân giải 4K với mức setting Ultra. Đấy là Hải Nam, mát mẻ. Hải Nam công nhận cái quan điểm mình nhá, Aspire 7 là con văn phòng thế hệ mới, đúng rồi. Không, chị Phương còn chả phải là thế hệ mới cơ, chị Phương là Ryzen 5 3000 series. Em mua từ năm 2019. Nói ra chị không nên mua 3000. Ôi, chết rồi, trong lúc mà chúng ta nói chuyện này quên mất rồi. Ở đây FPS trung bình là 86 này, FPS thấp nhất là 72 này. Ok. Vào nhiệt độ thì rất là mát này. Ô, lên nó chỉ tầm 40 mấy thôi. Thế nãy giờ nó vẫn 40 mấy mà. Ừ. Còn cái phần trăm lót thì nó lên khoảng 10 mấy. Ok. Thì test thêm còn thêm tựa game nào nữa không nhỉ? Hóa ra là phải bật TPM. Sau anh bật TPM cho bọn em nhá. Xem nào. Assassin's Creed Odyssey check rồi, cho đầu tư này rồi. GT5 nốt đi, nốt chuyến đi. Chúng ta sẽ làm gì? Xem GT5 đi. Test nốt GT5. Tại vì nhiều bạn yêu cầu cái game này phết. GT5 không được, ok. GT5, thực ra GT5 nick em có. Ủa CSGO không biết là lên bao nhiêu. À thì thích, tưởng chỉ thích chơi Warzone. Không, Call of Duty lâu lắm, Call of Duty sốt 1501. Thôi để chị bắn đấy, em trả lời đi. PC 20 củ này mua cạc gì hợp lý à? Cạc của PC 12 củ đúng không? Thì anh em cố gắng đợi những cái kèo sale, ví dụ 10 triệu của 6600 ấy. Hoặc nếu mà không thì nên mua là 2060. Chúng mình đang có những con 2060 rất là ngon nhá. Mình hứa luôn, 2060 thì chỉ yếu hơn 6600 có một tí thôi. Nhưng mà mạnh hơn 3050 khoảng tầm 50%. Đó, thế nên là mua 2060 hơn. Nếu mà anh em không lựa chọn một chiếc cạc màn hình yêu cầu phải có Ray Tracing thế 2, DLSS thế 3, 4 các kiểu vân vân. Super sầm. Đúng rồi, nghe clicky đanh quá. Không phải là nó clicky đanh nhá, mà nó là do cái stabilizer của nó không được gọi là loop cẩn thận, thế nên nó bị như vậy. Phần mềm nào edit mà Hacom sử dụng là gì vậy ạ? Phần mềm Premiere edit là Pro. Adobe Premiere Pro. Premiere Pro. After Effects phiên bản bản quyền, có cả Photoshop nữa để cho phù mình làm với graph. Chip nào ạ? Cái gì phù? Từ chip nào phù? À, chip nào cũng dùng được mà, thoải mái, không vấn đề gì cả. Anh em nếu chip mà muốn khỏe. Chip đủ khỏe đúng không? Ngày trước mình còn dùng Core Duo để edit trong After Effects mà, nên là anh em tùy các phiên bản thôi. Nhưng mà với phiên bản 2021 đâu, mình khuyên rằng nên là một con CPU từ 4 nhân trở lên, 4x8 luôn trở lên, từ i3 trở lên nhá, là sẽ đỡ lag hơn. Thế thì những cái con cạc quadro ấy, cạc những kiểu máy chạm ấy thì chip nó cũng có cần chuyên dụng không, hay là có máy, vấn đề là có máy chạm dành cho mục đích gì? Ví dụ chẳng hạn là mục đích để phân tích AI đúng không? Hoặc là phân tích kiểu các mẫu gen ấy thì nó sẽ cần có những con CPU rất là nhiều nhân này. Đó, ví dụ như là của Folding Project, em nhớ như là Folding Project, đấy là cái một trong những cái dự án đã giúp giải mã gen của Corona ấy, là nó sử dụng con CPU rất là nhiều nhân. Và CPU của gì? Của ai? CPU của AMD Threadripper, cái phiên bản bao nhiêu, 32 nhân hay 64 nhân. Nói chung là những con CPU vô cùng đặc biệt chứ không phải là kiểu dòng Ryzen, dòng Y các thứ đó. Nó phải là những CPU chuyên dụng. Ok. Lót foam với loop lại switch chắc đỡ hơn. Cái này không cần, không, cái này là clicky thì loop switch nó mất cái tính clicky mất. Còn cái thứ quan trọng này ấy, là phải loop start. Đây này. Đây là cái tiếng start. Bấm play lại đây à? Board đây à? Casual đây à? Không phải, không xem setting à? Ờ nhỉ, cứ vào game xong rồi làm gì làm? Xong xem setting luôn. Graphic đầu. Anh em thấy Ryzen, em thấy Ryzen 3 không được nữa. Anh em ơi, đừng đùa nhá. Lúc mà Ryzen 3 3300X ra mắt ấy, lúc đấy nhá, nó mạnh hơn về kể cả chơi game nữa, cả làm việc so với cả con 10100 đấy nhá. Đầu graphic này, video đây rồi, đây kéo xuống. Hai này cao nhất này. Con Ryzen 3 thì mình đang hy vọng là con Ryzen 3 mới, như con Ryzen 3 4300 hay 4100 ấy, nhưng con Ryzen 3 này có thể sánh vai được và có thể lấp đầy cái phân khúc giá thấp. Thì mình nhớ như là Ryzen 3 4100 nó có $50 thì phải, giá khá là rẻ. Nên lấy 3080 túp hay không, hay nên mua 3070 Ti, con nào mạnh hơn? Ui, mét thế nhở? 3080 túp 23 triệu á, bạn mua ở đâu ấy? Cho mình mua với. Talk à? Talk thì lại chúng ta sẽ có gọi là switch Viper rồi, là Gateron Yellow. Đó, Gateron Yellow hình như là V2 có vẻ ngon hơn V1. Sao? Không sao. Ok, map chúng ta đang loading nữa. Ok. Tốt hơi lâu. Đặng Khoa khen chị Phương phát sinh rồi đi. Sinh phát sinh. Cảm ơn bạn Khoa. Chúng ta sẽ có những con, nếu mà 23 triệu đúng không, thì nên lấy con 3080 chắc chắn rồi. Túp cũng là một con, tuy Túp không phải là hãng cao cấp nhất nhưng mà cái tản nhiệt của Túp cũng đủ để đáp ứng với cả 3070, 3080 các thứ kiểu. Chị Phương thì đang ngồi lải giải chờ đợi kinh khủng khiếp luôn. Với cái bộ máy này ấy, thì mình thấy rằng là công nhận là cái CPU và GPU nó rất là khỏe. Đây là bộ máy cực kỳ là khủng bố luôn. Nếu mà anh em không tính gear, không tính màn hình, không tính các thứ kiểu ấy thì bộ máy này rơi vào khoảng tầm 100 triệu gì đấy, 100 triệu, 110 gì đấy. Tại vì trong này cũng là những cái đồ khá là ngon rồi. Có tản nhiệt rất là ngon này, RAM ngon này, mainboard cũng ngon này, CPU ngon, cả mình ngon. Nguồn cũng rất là ổn luôn, ổ cứng cũng rất là ok. Nếu mà anh em muốn một cái bộ máy như này thì anh em có thể tham gia và check trong ở trên website của Hacom cho mình nhé, hacom.vn hoặc là hanoicomputer.vn để anh em có thể gọi là vào này và check xem lại những sản phẩm của hàng không, build ở đâu, chỗ nào đó, và build rất là dễ dàng, mua rất là nhanh chóng. Chúng mình có hỗ trợ cả trả bình thường, trả góp, trả thẻ, trả bằng gọi là ngón tay luôn. Rồi, nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với cả thấy cái livestream nó hay ho và hấp dẫn không? Rất là cảm ơn tận 64 anh em vẫn còn đang ở lại. Các bạn đang bảo là có bộ nào 90 triệu nhỏ gọn không ạ? Có nhá. Trời ơi, cái game này bị răng đó. Hôm trước chúng mình có một bữa livestream anh em check cái gọi là livestream thùng rác ấy, chúng mình lắp với cả i9 hình như là em nhớ như là i7 i9 đấy. Nói chung là bên trong khá là mạnh nhưng mà bên trong mạnh và vỏ rất là nhỏ. Rồi vỏ EVDX. Đấy, ông Vân Cây lắm. Ok, đúng rồi Vân Cây nhá. Màn hình cho PC 20 củ nên là gì? Ui, màn hình 20 củ này 5 củ nhá. Còn màn hình AOC G2 hoặc là con Gigabyte 24 F2 cũng được, con này cũng được. Ổn. Con này cũng tạm ổn thôi nhưng mà con 24 G2 được đánh giá cao hơn một chút. Rồi, nào chị Phương có thể nói lời chào với cả Ân Nguyễn và với cả các bạn không? Không chơi game đâu. Dỗi rồi, không chơi game nữa. Xin lỗi mọi người, cái game này mang lát lâu quá mình không thể chờ hơn được nữa. Cảm ơn 71 bạn hiện tại vẫn đang còn xem chúng mình đến thời điểm này. Và chúc các bạn Chắc chị Phương Phát là thêm 5 bạn nữa, 6 bạn nữa vào ấy. Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ nha. Và hẹn gặp lại mọi người vào thứ 6 tuần sau. Và nhớ là muốn chúng mình làm về những cái content như thế nào thì mọi người có thể comment ở dưới các video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.